Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 192. Trên không trung, đứng vài đạo áo đen thân ảnh, chỉ lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh, lạnh lùng hướng về phía dưới bụi bặm, tựa như đang chờ đợi một cái kết quả. Sau một hồi lâu, bụi bặm chậm rãi kết thúc, một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích hiển lộ ra. Phế tích, lại là không có bất kỳ bóng người nào. Chết rồi, đi thôi. Trong đó một đạo hắc ảnh lạnh lùng phun ra mấy chữ, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, người áo đen cầm đầu lại là không nhúc nhích, một đôi thủy linh con ngươi đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chuôi băng tinh trường kiếm. Hồng hộc, băng tinh chi kiếm chém một cái, đầy trời hàn băng kiếm khí gào thét mà ra, che mất phiến kia sa mạc. Sau một khắc, ở mấy cái khác hắc y nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo hắc ảnh nghịch thiên mà lên, chạy ra khỏi hàn băng kiếm khí phạm vi bao phủ, đứng ở đối diện bọn họ. Không chết, trong đó một người áo đen kinh ngạc nhìn xem đối diện áo đen thân ảnh, có chút kinh ngạc nói. Vừa rồi mấy người bọn họ thế nhưng là liên thủ đánh lén a, đừng nói giết mấy cái không phòng bị chút nào hạ phẩm thánh tôn, chính là trung phẩm thánh tôn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, đối phương là làm sao sống được. Các ngươi băng ra người cứ như vậy ước gì ta chết sao? Áo đen thân ảnh cười lạnh một tiếng, hắn không phải người khác, chính là ở lúc mấu chốt chặn lại mấy người công kích, cũng mang theo thí thần bọn họ thành công chạy trốn Tiêu Phàm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bản thân ẩn thân cái chết lại bị cầm đầu người áo đen kia nhìn ra. Muốn ngươi chết quá nhiều người, người áo đen cầm đầu mở miệng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Nghe thanh âm của nàng, Tiêu Phàm có thể đoán ra. Đây cũng là một nữ tử, hơn nữa còn là không nhận ra người nào hết nữ tử. Đúng vậy a, muốn ta chết quá nhiều người, băng gia lại tính là cái gì đây? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại. Dù cho hắn có thể đủ cảm nhận được đối diện mấy người khí tức trên thân, yếu nhất đều là hạ phẩm thánh tôn, thậm chí còn có hai cái trung phẩm thánh tôn, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm khiếp ý. Trốn là không thể nào trốn được. Vậy cũng chỉ có đánh nhau chính diện. Mặc dù những người này phủ nhận mình là băng gia người, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không chút do dự nhận định bọn hắn thân phận, trừ bỏ băng gia người, còn có gia tộc nào, mỗi cá nhân trên người đều tản ra hàn khí đây. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, mình cùng băng gia có vẻ như không có loại này không chết không thôi cửu hận a. Chẳng lẽ là bởi vì Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên phát hiện bí mật của bọn hắn, cho nên ngay cả mình cũng phải chém tận giết tuyệt. Hay là nói, những người này cố ý giả mạo băng gia người đây? Càng nghĩ, hẳn là loại thứ hai khả năng to lớn nhất, bất quá cái này đối Tiêu Phàm mà nói, không có ý nghĩa gì. Dù sao đều là người muốn giết hắn, hắn có thể làm cũng chỉ có một loại khả năng, kia liền là phản sát những người này. Giết hắn, cầm đầu hắc y nữ tử hàm răng khẽ mở, lười nhác cùng Tiêu Phàm nói nhảm, trực tiếp muốn giết chết hắn. Đây là một cái trải qua giết chóc người. Biết không cần phải nói nhảm quá nhiều. Huống chi, hiện tại Tiêu Phàm trạng thái có thể không hề tốt đẹp gì, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Hô hô, sau lưng nàng mấy người quần áo đen không chút do dự xuất thủ, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội xuất thủ, cường đại bản nguyên chi lực đã bao phủ hắn. Chỉ là, Tiêu Phàm nhanh hơn bọn họ, ở mấy người đến gần một sát na kia, hắn trực tiếp vứt xuống một cái hộp. Liền chân đạp tiểu thời không tại chỗ biến mất, xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Quản ngươi băng gia vẫn là lâm gia, dù sao đều đáng chết, lãng phí hai ta ngàn vạn nguyên tinh cùng 20 vạn ma tinh. Tiêu Phàm nói nhỏ một tiếng, sau đó liên tiếp thi triển tiểu thời không lui lại. Oanh, không đợi hắn nói xong, nơi xa truyền đến một đạo kinh người nổ vang, chỉ thấy một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, kim quang sáng chói trong nháy mắt che mất thiên địa. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn một màn này, không cần nghĩ cũng có thể đoán được kết quả, 3.000 vạn nguyên tinh cùng 30 vạn ma tinh dung luyện phá diệt chi lực cách xa nhau mấy chục gần trăm bên trong, liền có thể nổ chết trung phẩm thánh tôn cảnh. Bây giờ cách xa nhau chỉ có mấy trượng khoảng cách, 2.000 vạn nguyên tinh cùng 20 vạn ma tinh dung luyện phá diệt chi lực, nếu như ngay cả mấy cái trung phẩm thánh tôn trở xuống tu sĩ đều nổ bất tử, vậy liền uổng phí mù rồi. Làm bạo tạc sóng năng lượng cùng hơn 1.000 dặm phạm vi thời điểm,
Tiêu Phàm sớm đã vượt ra khỏi cái phạm vi này, hắn ngừng thân hình, quay đầu ngắm nhìn về phía chân trời. Mặc dù hắn có rất lớn tự tin, nhưng hắn vẫn như cũng nghĩ tận mắt thấy, mấy người kia hóa thành kiếp cho. Sau nửa ngày, phiến kia khu vực mới khôi phục lại bình tĩnh, lúc đầu sa mạc phế tích lại làm lớn ra gấp bội, nhìn qua càng thêm có đánh vào thị giác cảm giác. Hỗn trướng, Tiêu Phàm, ta không giết ngươi, thề không làm người. Gầm lên giận dữ hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Hắn theo tiếng nhìn sang đi, lại là nhìn thấy một chỗ tảng đá lớn sau đi ra một cái quần áo rách nát, toàn thân nhuốm máu nữ tử, nguyên bản da thịt trắng nõn, giờ phút này đã máu thịt be bét. Tấm kia đẫm máu mặt, càng là để người nhìn mà phát khiếp. Nguyên lai là ngươi, Tiêu Phàm nhìn thấy tấm kia khuôn mặt, vẫn là nghĩ tới, ý vị thâm trường cười nói, xem ra ta xác thực hiểu lầm băng gia, giết ta người cũng xác thực không ít. Trước mắt cái này hắc y nữ tử không phải người khác, chính là ở địa các thi đấu bên trên gặp phải Lâm gia thiên tài Lâm Thiên Hinh. Nàng này cực kỳ am hiểu độc đạo, hơn nữa lĩnh ngộ hư vô bản nguyên cùng độc chi bản nguyên. Nếu như không phải Tiêu Phàm sinh tử mâu dị biến, đoán chừng sẽ còn ở trong tay người này thiệt thòi lớn đây. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Hinh vậy mà cũng đột phá đến hạ phẩm thánh tôn, hơn nữa còn đến đây giết bản thân. Không đúng, ta theo Lâm gia cũng không cái gì thù a. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, mình cùng Lâm gia không có đến không chết không thôi cửu hận a, vì sao Lâm gia khắp nơi muốn đưa mình vào tử địa đây? Lần trước ở địa các thi đấu lôi đài phía trên, cái này Lâm Thiên Hinh liền muốn giết bản thân, một lần này, lại còn chuyên môn đuổi theo ám toán mình, thật là quá tàn nhẫn a. Trái lại băng gia giết hắn còn có lý do, dù sao hắn trước mặt nhiều người như vậy phế bỏ băng như hải, hơn nữa còn đánh băng gia mặt. Về sau Tiêu Phàm còn nghe nói băng như hải chết oan chết uổng, băng gia muốn tìm hắn báo thù hắn còn có thể lý giải. Nhưng Lâm gia... Cũng bởi vì Lâm Nho cái này không có chút nào chứng cứ sự tình cùng hắn không chết không thôi, để Tiêu Phàm có chút không thể nào hiểu được. Cùng băng gia so sánh, Lâm gia mới là từ đầu đến đuôi chó điên a. Tiêu Phàm đối với Lâm gia lại có lần nữa định vị. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên phóng ra bước chân hướng về Lâm Thiên Hinh vị trí đi đến. Một cái nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết người, Tiêu Phàm là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn dĩ nhiên không dám ở thiên hoang giết chết Lâm Thiên Hinh, nhưng nơi này chính là ma quật, khắp nơi đều là dị ma, Lâm Thiên Hinh chết rồi, cũng tra không được trên người hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Lâm Thiên Hinh sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Lần trước thua ở Tiêu Phàm tay thì cũng thôi đi, một lần này thấy được Tiêu Phàm khủng bố, hắn tự biết không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng mà, hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Mà là hướng về bốn phía hét lớn, băng như tuyết, ngươi còn không ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng các ngươi liền có thể giết chết hắn sao? Dừng một chút, Lâm Thiên Hinh cơ hồ gần từng chữ một, mọi người liên thủ, làm sao? Còn có người, Tiêu Phàm sững sờ, ánh mắt quét mắt tứ phương, có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nếu quả như thật có người, vậy đối phương ẩn nấp trình độ, thật là không cao bình thường a. Bất quá, Tiêu Phàm càng tin tưởng cái này Lâm Thiên Hinh đang gạt bản thân, nàng biết mình tai kiếp khó thoát, muốn hù dọa bản thân. Dù sao, nếu có người nhìn thấy mình giết Lâm Thiên Hinh, kia lại là phiền phức ngập trời, lần sau ám sát bản thân coi như không chỉ 4-5 người, mà là một đám người trắng trợn đánh tới. Giết, hay là không giết, Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, sau một khắc Lâm Thiên Hinh thân hình lóe lên, trong nháy mắt sáp nhập vào hư vô, không thấy bóng dáng. Quả nhiên là lừa gạt chính mình sao? Sau một khắc, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, quay người chuẩn bị rời đi, hướng về một phương hướng khác đi. Hắn không biết ngọn nguồn trong bóng tối có người hay không, nhưng Lâm Thiên Hinh, Tiêu Phàm không định buông tha. Tiêu Phàm nên đi phương hướng, đúng lúc là Lâm Thiên Hinh cất giấu phương hướng, nàng này lĩnh ngộ hư vô bản nguyên chi lực, có thể ẩn tàng bản thân, người khác không cách nào cảm ứng vị trí của nàng. Nhưng là Tiêu Phàm lại rõ rõ ràng ràng, hơn nữa hắn có thể đủ nhìn thấy Lâm Thiên Hinh cũng không hề rời đi, chỉ bất quá không có lập tức xuất thủ mà thôi. Cũng coi như Tiêu Phàm khoảng cách Lâm Thiên Hinh chỉ có 30-40 trượng khoảng cách lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ở hắn trăm trượng có hơn, hư không thật giống như bị xé mở một dạng, đột nhiên toát ra mấy đạo nhân ảnh,
mỗi người đồng thời bộc phát ra cường đại khí tức, điên cuồng công kích đồng thời tuôn hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thật vẫn có người tiềm phục ở trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị giết chết hắn. Hơn nữa, đối phương vị trí 10 điểm đặc biệt, khoảng cách ẩn núp Lâm Thiên Hinh cũng chỉ có 40-50 trượng khoảng cách, chẳng lẽ bọn họ cũng biết Lâm Thiên Hinh vị trí, muốn nhân cơ hội giết chết đối phương, sau đó vụ oan cho hắn Tiêu Phàm. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Lâm Thiên Hinh thật đúng là không phải bình thường bi ai. Tự cho là lĩnh ngộ hư vô bản nguyên chi lực, người khác cũng không nhìn thấy đến nàng, đáng tiếc người khác thời khắc hướng về vị trí của nàng, tùy thời đều chuẩn bị muốn nàng tính mệnh. Tiêu Phàm kỳ thật cũng là ý tưởng giống nhau, hắn cố ý tới gần Lâm Thiên Hinh, chính là nghĩ đến, nếu như trong bóng tối thật có người muốn giết hắn, hiện tại nhìn thấy hắn rời đi, chắc chắn sẽ không cam tâm. Mà hắn hướng về Lâm Thiên Hinh vị trí khoảng cách tới gần, đối phương xuất thủ, có lẽ sẽ thuận tiện giết Lâm Thiên Hinh cũng không nhất định, cứ như vậy, hoàn toàn có thể mượn nhờ trong bóng tối tay làm bản thân sự tình muốn làm. Đương nhiên, nếu là đối phương không xuất thủ, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Có thể nói, đây là một trận tiền đặt cược, nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm đánh cuộc đúng. Làm đối phương xuất thủ một sát na kia, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ẩn núp Lâm Thiên Hinh bên người, hơn nữa đồng thời quát to, cẩn thận. Ẩn núp ở trong hư vô Lâm Thiên Hinh nghe được Tiêu Phàm nói ra mấy chữ này, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà lại đột nhiên hướng nàng nơi này trốn, đây không phải hỏa thủy đông dẫn sao. Hơn 10 trượng khoảng cách, đối với thánh tôn cảnh cường giả mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuyển di phương hướng, xuất thủ cái kia trên mặt mấy người đều là khinh thường, ngắn như vậy khoảng cách, ngươi lại làm sao có thể trốn được đây. Dừng tay, nhưng mà lúc này, một tiếng khẽ kêu ở phía xa vang lên, chỉ thấy một người mặc quần dài trắng nữ tử xuất hiện, muốn ngăn cản những người kia ứng phó Tiêu Phàm. Không, chuẩn xác mà nói, là muốn ngăn cản bọn họ giết chết Lâm Thiên Hinh. Đáng tiếc, thánh tôn cảnh xuất thủ nhanh chuẩn hung ác. Như thế nào nàng một câu có thể ngăn cản? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm cùng tiềm ẩn ở trong hư vô Lâm Thiên Hinh liền bị mấy người công kích bao phủ, năng lượng cuồng bạo chấn động quét sạch bốn phương tám hướng. Xuất thủ mấy người lẳng lặng nhìn chăm chú lên năng lượng ba động tiêu tán, lại là nhìn thấy một bộ toàn thân nhuốm máu thân thể phiêu phù ở hư không, mấy người trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị. Bởi vì cái này đạo thân ảnh không phải Tiêu Phàm, mà là một nữ tử. Trừ bỏ Lâm Thiên Hinh còn có thể là ai đây? Lâm Thiên Hinh tại sao lại ở chỗ này? Mấy người vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc, nữ nhân này không phải trốn được sao? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mấy người rất nhanh lấy lại tinh thần, đối Lâm Thiên Hinh tử vong căn vốn không thế nào quan tâm. Trong đó một người áo đen nói, tiểu thư, dù sao Tiêu Phàm đã chết, Lâm Thiên Hinh giết cũng liền giết. Im miệng, cái kia nữ tử váy trắng sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Đùng đùng, lúc này, một trận vỗ tay thanh âm vang lên, chỉ thấy bên ngoài mấy dặm, một đạo áo bào đen thân ảnh chính lăng không mà đứng, vẻ mặt ý cười nhìn xem mấy người. Người thế nào không chết, vừa rồi mở miệng hắc y nhân kinh ngạc hướng về nơi xa. Không sai, người kia chính là Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm không phải mới vừa đã chết rồi sao, làm sao sẽ xuất hiện ở trong đó đây? Tiêu Phàm không có trả lời người áo đen kia mà nói. Mà là nhìn về phía cái kia nữ tử váy trắng nói, băng ra người, liên thủ giết chết Lâm gia thiên tài thiếu nữ, nếu như Lâm gia biết rõ, sẽ có cảm tưởng thế nào? Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm trong tay ước lượng lấy một mai ký ức thủy tinh, liền được lộ ra tiện tiện nụ cười. Đối diện nữ tử váy trắng cùng băng ra người nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh hết sức. Bọn họ rốt cuộc biết vì sao tiểu thư để bọn hắn dừng tay. Nguyên lai đã sớm đoán được Tiêu Phàm âm mưu, chỉ là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không rõ, Tiêu Phàm là như thế nào trốn qua một kiếp. Chẳng qua là khi bọn họ về vọng lại trước đó Lâm Thiên Hinh đám người tập sát một màn lúc, trong nháy mắt hiểu được, Tiêu Phàm chỉ là lập lại chiêu cũ mà thôi. Thậm chí, bọn họ cũng rốt cuộc biết, Tiêu Phàm vì sao sẽ đột nhiên hét lớn cẩn thận hai chữ. Nguyên bản hắn cũng là muốn giết Lâm Thiên Hinh, nhưng bây giờ... Hắn lại trở thành bảo hộ Lâm Thiên Hinh, giết chết Lâm Thiên Hinh kẻ cầm đầu, lại trở thành bọn họ. Vu Oan, trần chuồng Vu Oan cùng hãm hại,
người đây là vu oan. Băng ra những người kia tức giận hướng về Tiêu Phàm phúc hậu. Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt tiện tiện cười nói, ta liền là vu oan, vậy thì như thế nào? Lâm Thiên Hinh là chết ở trong tay các ngươi, mặc dù Lâm gia cũng là của ta địch nhân, nhưng ta không để ý bọn họ biết rõ. Băng ra mấy người phẫn nộ thời khắc, lại là không biết nói gì. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một người chết, là không có cách nào gài tang vật. Nói xong, lại là nhìn thấy cái kia nữ tử váy trắng lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới, mấy người khác thấy thế, cũng không chút do dự vây Tiêu Phàm. Để bọn hắn ngoài ý muốn là, Tiêu Phàm cũng không hề rời đi, ngược lại nhàn nhạt lắc đầu, lại muốn lấy nhiều khi ít sao. Đáng tiếc, lại muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, mấy cỗ mạnh mẽ khí tức bỗng nhiên xuất hiện, tất cả đều là thánh tôn cảnh tu vi, thậm chí so Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức còn kinh khủng hơn cùng cường đại. Người xuất hiện không phải người khác, chính là Thí Thần, Tà Vũ, Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong. Bọn họ một mực đợi ở Tiêu Phàm thể nội thế giới, cho tới bây giờ mới khôi phục nguyên lực. Đây cũng là Tiêu Phàm dám ở lại, cùng một đám thánh tôn cảnh chiến đấu cường đại lực lượng. Đi, cảm nhận được thí thần bọn họ khí tức trên thân, nữ tử váy trắng cực kỳ quả quyết ra lệnh. Giết, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có ý bỏ qua cho bọn họ, khuôn mặt bỗng lạnh lẽo, lạnh như băng phun ra một chữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, thí thần cùng Tà Vũ bọn họ nhao nhao khóa chặt một người trong đó, quyết đoán xuất thủ. Mấy người đều là thánh tôn cảnh cường giả, mặc dù vừa mới đột phá hạ phẩm thánh tôn, nhưng khí tức trên thân lại không yếu mảy may, thậm chí xuất thủ còn muốn càng thêm hung lệ mấy phần. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, thiên hoàng tu sĩ bình thường đều là đạt tới thánh đế cảnh, mới có thể chân chính liều mạng tranh đấu. Tại đột phá thánh đế cảnh trước đó, bọn họ đều ở một chút đặc thù bí cảnh tu luyện, dù cho đạt tới thánh đế cảnh về sau giết chóc vô số, cái kia làm sao có thể cùng từ tiểu thế giới giết ra đến thí thần bọn họ so đây. Thí thần đi theo Tiêu Phàm, thật có thể nói là một bước một cái dấu chân, mỗi thời mỗi khắc đều đang trải qua nguy hiểm. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, thiên hoàng tu sĩ có lẽ không kém bọn họ bao nhiêu, có thể bàn về giết người kinh nghiệm. Thí thần bọn họ không biết phung thiên hoang tu sĩ bao nhiêu con phố. Tiêu Phàm một người ngăn cản cầm đầu nữ tử váy trắng, đối phương mặc dù là trung phẩm thánh tôn tu vi, nhưng hắn không có sợ hãi chút nào, ngược lại chiến bất phân cao thấp. Nữ tử váy trắng cũng âm thầm kinh hãi, Tiêu Phàm thiên phú, để cho nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng n. Tiêu Phàm nghĩ tới, có người sẽ ở đây tân ma quật động thủ với hắn. Nhưng là... hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Đầu tiên là Lâm gia người giả mạo băng gia người động thủ, sau đó băng gia người thật theo sau. Mà bây giờ, đế Thái Ất, đế Tử Phi, Cửu Linh, Thiên Sát cùng Huyền Vệ đám người thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Khương Thiếu Hư cùng Hầu Hoàng bọn họ cũng chạy tới. Lâm gia Lâm Nho vì hắn mà chết, thậm chí Lâm Giật cũng vì hắn mà chết, Lâm gia muốn giết hắn, có thể thông cảm được. Băng ra băng như hải cùng hắn sinh tử đấu, ngay trước rất nhiều thiên hoang tu sĩ mặt bị Tiêu Phàm đánh mặt, băng ra muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm cũng có thể lý giải. Đế Thái Ất, Cửu Linh, Huyền Phệ cùng Thiên Sát đám người là lão địch nhân rồi, ban đầu bởi vì hỗn độn nguyên kim mà ghi hận hắn, chỉ là Tiêu Phàm không đem bọn họ để ở trong lòng. Nhưng là đế Tử Phi, bản thân chỉ bất quá ở địa các thi đấu bên trên chiến thắng hắn mà thôi. Cái này hoặc giả với hắn mà nói là một chuyện mất mặt, nhưng là không cần thiết sát sinh sát tử a. Một cái khác chính là Khương Thiếu Hư cùng Hầu Hoàng đám người, giữa bọn hắn dĩ nhiên có ma sát, nhưng là còn chưa tới sát sinh sát tử cấp độ A. Nhưng hiện tại, những người này vậy mà cùng nhau động thủ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Phàm nội tâm một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, bản thân tiến tới thiên hoang mới bao lâu thời gian, một năm thời gian đều không đủ A. Vậy mà đắc tội nhiều người như vậy. Nếu như nói đắc tội với người cũng là một loại thực lực, vậy hắn Tiêu Phàm xác thực không người có thể địch. Tiêu Phàm, người muốn chết như thế nào? Xem ở nhiều năm bạn cũ phân thượng, ta có thể cùng mọi người cầu tình, cho ngươi một cái thống khoái. Đế Thái Ất ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt đều là hí ngược. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hắn tròng mắt từ những người này trên thân đảo qua, thản nhiên nói, ta đang nghĩ.
nếu như đem các ngươi những người này đều làm sạch, thiên hoang lại sẽ làm sao? Lời này vừa nói ra, đối diện đế thái ất cùng hầu hoàng đám người tất cả đều ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa như nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Tiêu Phàm bọn họ mới bao nhiêu người, tính toán đâu ra đấy 5 người mà thôi. Mà bọn họ một phương đây, Băng Gia 6 người, đế thái ất bọn họ 5 người, Khương Thiếu Hư bọn họ cũng có 5 người, tổng cộng có được 16 người, lấy một địch ba đều dư xài. Lúc này, Tiêu Phàm còn nghĩ giết bọn hắn, không phải chê cười thì là cái gì chứ? Ngay cả Tà Vũ cùng Thí Thần cũng cảm thấy Tiêu Phàm có chút khoác lác, những người này, cũng không phải dễ giết như vậy. Bất quá rất nhanh, bọn hắn ánh mắt rơi vào Thần Phong trên người, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Thần Phong trước kia là bán bộ thánh tôn cảnh, bây giờ đột phá đến hạ phẩm thánh tôn cảnh, cái kia mặt khác 300 đệ lục thần vệ doanh người đâu. 300 thần vệ doanh có vẻ như trước đó chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong, bây giờ là không phải có thể đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh, thậm chí thánh tôn cảnh đây. Nếu quả như thật có chỗ đột phá, cái kia lấy đệ lục thần vệ doanh thực lực, lưu lại những người này, có lẽ thật vẫn khả năng. Tiêu Phàm, người vẫn là trước sau như một ngang ngược càn rỡ a, tự tin là chuyện tốt, có thể từ phụ, lại là cực kỳ buồn cười. Đế Thái Ất giễu cợt cười nói. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Đế Thái Ất, mà là nhìn về phía đầy trời cát vàng cuối cùng, thản nhiên nói, còn có hay không muốn Tiêu Mỗ chết, hiện tại đi ra, vừa vặn giải quyết chung. Còn có người, đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tứ phương. Chẳng lẽ Tiêu Phàm địch nhân, không chỉ chừng này người sao? Bốn phía mặc dù có không ít tu sĩ ngừng chân dừng lại, chú ý nơi này chiến đấu, có thể lúc này, nghĩ đến hẳn là không người sẽ đứng ra. Dù cho cùng Tiêu Phàm có thù, bằng bọn họ những người này, muốn giết Tiêu Phàm, quả thực còn không phải là quá dễ dàng rồi, căn bản không cần thiết mạo hiểm hiện thân. Dù sao, đồ ma nhiệm vụ phía trước, trước mặt nhiều người như vậy giết Tiêu Phàm, bao nhiêu sẽ bị Thiên Hoang Thần Các chú ý. Nhưng mà để đám người ngoài ý muốn là, mấy tức về sau, vậy mà thật sự có tốt mấy bóng người từ mấy cái phương hướng bay ra. Lý Thanh Liên, hắn vậy mà cũng muốn giết Tiêu Phàm, đoán chừng là bị Tiêu Phàm đánh bại, trong lòng cực kỳ xấu hổ, muốn giết Tiêu Phàm báo thù a, người xem, liền Băng Tầm cùng Thiên Sơn La Âm đều tới, hai người bọn họ chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong a. Thiên Sơn La Âm đoán chừng là nghĩ thay ca ca của nàng Thiên Sơn La Vân báo thù a, người xem, bên người nàng cái kia Thiên Sơn Hồng, lúc trước liền ở địa các đi tìm Tiêu Phàm phiền phức. Bốn phía trốn ở trong tối tu sĩ lặng lẽ nghị luận, trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm đã định trước là một người chết. Tuy nói thiên hoang tu sĩ không thể tự giết lẫn nhau, nhưng cái này chỉ là nói một chút mà thôi. Đế Tử Phi, Đế Thái Ất, Băng Như Tuyết, Khương Thiếu Hư, những người này cái nào không phải con em đại gia tộc, đừng nói Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cho dù có bối cảnh, giết cũng liền giết. Chẳng lẽ còn sẽ giết Đế Tử Phi những người này, cho Tiêu Phàm đền mạng sao? Đừng nói đùa, đó là không có khả năng. Một người chết, nơi nào có người sống đến trọng yếu, huống chi bọn họ sau lưng gia tộc cũng sẽ ra sức bảo vệ bọn họ. Đây cũng là yếu thế đoàn thể bi ai. Tiêu Phàm, hiện tại ngươi hài lòng, muốn ngươi chết người, sao ngươi suy nghĩ một chút còn nhiều hơn? Đế Thái Ất trắng trợn cười nói. Hài lòng, hôm nay rốt cục có thể giết thống khoái. Tiêu Phàm rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó cầm trong tay tu la kiếm chậm rãi hướng về đám người đi đến. Lão đại, thí thần muốn lên phía trước, lại bị Tiêu Phàm ngừng. Nơi này giao cho ta là được, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, Tà Vũ, mang theo bọn họ rời đi, việc này, người cũng không cần tham dự. Tà Vũ nhíu mày, lấy hắn thân phận, những người này tự nhiên là không dám giết hắn. Thế nhưng là, nhường hắn cứ như vậy rời đi. Hắn lại thế nào cam tâm đây? Tiêu Phàm cùng hắn mặc dù chỉ là quân tử chi giao, nhưng ở Tà Vũ trong lòng, Tiêu Phàm cũng là hắn bằng hữu duy nhất a. Nghe ta, bằng không bằng hữu đều không quan tâm. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, cũng rất cường thế, căn bản không cho phép phủ định. Tốt, cuối cùng, Tà Vũ chỉ có thể khẽ cắn môi, gật gật đầu. Hắn biết rõ Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, hôm nay Tiêu Phàm muốn đào thoát, nhất định là muốn giết người. Nhưng là, một mình hắn giết người thì thôi, không muốn liên lụy thí thần, thần phong cùng cửu U Ma Toan, dù sao,
những người này đều là có đại bối cảnh. Một khi những người này chết rồi, đừng nói những người này sau lưng gia tộc sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, ngay cả Thiên Hoang Thần Các cũng thu lưu không xuống Tiêu Phàm. Muốn đi người đi, tiểu gia lúc nào sợ qua. Thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, đi thẳng tới Tiêu Phàm bên người. Còn có lão tử, nha, liều, cửu u ma toàn tiến lên, hắn cho dù không muốn lên đi, có thể Tiêu Phàm phải chết, hắn cũng không sống nổi a. Thuộc hạ tùy thời hiệu mệnh, Thần Phong bất chi bất giác đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, những ngày qua, hắn đối Tiêu Phàm cách nhìn cũng có đổi mới. Mặc dù thực lực so với hắn tưởng tượng yếu nhược rất nhiều, nhưng Tiêu Phàm lại là một cái có đảm đương, có trách nhiệm tộc trưởng, đáng giá hắn dùng tính mệnh đi hiệu chung. Tà Vũ hai mắt đỏ bừng, cũng chuẩn bị tiến lên, lại bị Tiêu Phàm hét lại, Tà Vũ, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Đây là chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Nghe nói như thế, Tà Vũ bỗng nhiên ngừng thân hình, đôi mắt hiện đầy tơ máu. Ha ha, Tà Vũ, ngươi bị chê, loại này cảm thụ không dễ chịu a. Đế Thái Ất liều lĩnh cười, sau đó phất phất tay nói, tất nhiên bọn họ như vậy vội vã tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn. Nói xong, Đế Thái Ất đám người đạp không mà lên, lao thẳng tới Tiêu Phàm bọn họ đi. Tà Vũ nắm chặt nắm đấm, đứng ở đó không nhúc nhích. Không phải hắn không dám hỗ trợ, càng không phải không nguyện ý hỗ trợ. Mà là, hắn nghe được Tiêu Phàm truyền âm, nếu như giết chết những người này, các đại gia tộc muốn tìm Tiêu Phàm phiền toái, quay đầu nhường hắn hỗ trợ trông nom Vô Tận Cổ Cương. Nghĩ vậy, Tà Vũ mạnh mẽ ngừng lại tâm tư động thủ. Vì Vô Tận Cổ Cương, hắn vẫn là không muốn tham dự chuyện này tốt, bằng không các đại gia tộc tạo áp lực, hắn sư tôn cũng sẽ tiếp nhận không nhỏ áp lực. Đến lúc đó đối phương không làm gì được hắn, tất nhiên sẽ tìm Vô Tận Cổ Cương phiền phức. Cái này tương đương với nhường hắn sư tôn tà thần ở Vô Tận Cổ Cương cùng hắn tầm đó làm một lựa chọn, Tà Vũ không cần nghĩ cũng biết, tà thần 89 phần 10 chọn hắn. Kể từ đó, Vô Tận Cổ Cương có thể gặp phiền toái. Hiện tại hắn không động thủ, Tà Vũ liền cùng những người này sinh tử không quan hệ, hắn liền có thể nhường hắn sư tôn hỗ trợ bảo trụ Vô Tận Cổ Cương. Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, Tà Vũ gân xanh trên trán bạo khởi, hắn chưa từng có tức giận như thế qua. Hắn rất muốn đối Tiêu Phàm thỉnh cầu không quan tâm, trực tiếp đại khai sát giới, diệt những người này. Dù sao, từ đầu đến cuối, hắn Tà Vũ chính là một cái tự do buông tuồng người, xưa nay sẽ không đi cân nhắc ai thỉnh cầu. Nhưng hắn thiếu Tiêu Phàm hai cái nhân tình, lại làm sao có thể không trả đây? Càng là kiêu ngạo người, trong xương cốt lại càng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà hắn Tà Vũ, chính là một cái như thế kiêu ngạo người. Ha ha, Tiêu Phàm, người hẳn là cảm thấy may mắn, có thể chết ở chúng ta những người này trong tay. Đế Thái Ất hét giận giữ thanh âm kéo về Tà Vũ tâm thần. Đế Thái Ất, ta tất sát ngươi, Tà Vũ trong lòng phát thệ. Chân trời Tiêu Phàm bốn người, bị Đế Thái Ất chừng 20 người vây công, thân hình có chút chật vật. Trên người đã nhiều chỗ nhuốm máu, bị thương không nhẹ. Tộc trưởng, Thần Phong một thương đánh bay Đế Tử Phi, nhìn về phía Tiêu Phàm truyền âm nói. Đừng dùng đệ lục thần vệ doanh, Tiêu Phàm biết rõ Thần Phong đang suy nghĩ gì, trực tiếp chối bỏ loại này ý nghĩ. Đệ lục thần vệ doanh một khi bại lộ, tất nhiên sẽ nhận Thiên Hoàng chú ý, hắn Tiêu Phàm thân phận coi như không dối gạt được, đến lúc đó, tìm hắn để gây sự người. Đoán chừng liền không chỉ cái này mấy gia tộc lớn. Những ngày qua, Tiêu Phàm ở Thiên Hoang cũng nghe liên quan tới Tu La tộc một ít chuyện, hắn thu thập được tin tức đối với hắn rất bất lợi. Chí ít, ở không có đầy đủ thực lực cùng thập đại gia tộc chống lại trước đó, hắn không định bại lộ bản thân thân phận. Muốn tiêu diệt những người này, kỳ thật không khó, hắn chí ít có mấy loại phương pháp. Thí thần, Thần Phong, Ma Toan, mọi người tản ra. Các người mỗi cái trước cuốn lấy hai người, ta giải quyết mấy người lại nói. Tiêu Phàm cho mấy người truyền âm nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên hướng về nơi xa kích xạ đi, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, trong đó muốn ngăn trở hắn một cái hạ phẩm thánh tôn, trực tiếp bị hắn một kiếm chém giết. Cái thứ nhất, Tiêu Phàm trong lòng đếm thầm lấy, hiện tại bọn hắn thừa nhận áp lực thực lớn, nhưng đối phương mỗi chết một cái, áp lực của bọn hắn liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Không nên để cho hắn tới. Biên giới chiến trường khu vực băng tầm nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chạy ra khỏi vòng vây,
lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, lộn nhào hướng về nơi xa bay đi. Chạy trốn được sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Đừng nói băng tầm chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong, chính là bán bộ thánh tôn cảnh, cũng chết chắc rồi. Cơ hồ trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở sau lưng hắn, một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đem băng tầm cho đánh thành thịt nát. Cái này từ mới vừa gia nhập thiên hoang, liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa về sau nhiều lần hại hắn người, chết không thể chết lại. Giết chết băng tầm, Tiêu Phàm tiếng lòng không có nửa điểm chấn động. Trong lòng hắn, băng tầm căn bản liền không tính một cái đối thủ, chỉ là một cái chỉ có thể ồn ào run rế. Hắn bây giờ đối thủ chỉ có 18 người, trừ bỏ phía trước 16 người bên ngoài, hơn nữa Thiên Sơn Hồng cùng Lý Thanh Liên, về phần đi theo Thiên Sơn Hồng cùng một chỗ ra sân muốn nhìn Tiêu Phàm chết đi Thiên Sơn La Âm, Tiêu Phàm căn bản không có nhìn một cái. Chí ít, Thiên Sơn La Âm còn không tư cách nhường Tiêu Phàm chuyên môn đi vòng qua giết nàng, nếu như có thể cùng giết băng tầm một dạng, thuận tay cho làm thịt, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Băng như tuyết, các ngươi cản bọn họ lại ba cái, ta đi giết bọn họ. Nhìn thấy Tiêu Phàm hướng về nơi xa bay đi, Đế Thái Ất hét lớn một tiếng, không chút do dự xông tới. Bị Đế Thái Ất mệnh lệnh, băng như tuyết trong lòng khó chịu, nhưng hắn băng ra vừa vặn 6 người, ngăn lại thí thần, thần phong cùng cửu U Ma toan ba cái, còn có thể làm được. Dù sao, trừ bỏ thần phong bên ngoài, cửu U Ma toan cùng thí thần đều còn không phải chân chính thánh tôn cảnh đây. Nếu là có thể giải quyết hết thần phong ba người bọn họ còn có thể tiếp tục đuổi giết Tiêu Phàm. Lão đại, thí thần nhìn thấy 11 người truy sát Tiêu Phàm, con mắt đều kém chút trợn lên, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp biến hóa thành bản thể. Tiêu Phàm đều phải chết, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Theo thí thần bản thể bại lộ mà ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch mà ra, sao, băng như tuyết đám người dọa đến vãi cả linh hồn. Thí thần tổ thú, băng như tuyết kinh hãi kêu lên, mặt khác 5 cái băng ra người cũng lộ ra khủng hoảng. Giống, thí thần cũng mặc kệ mọi việc, há miệng vừa nuốt, một cỗ cực kỳ bá đạo hấp lực bỗng nhiên sinh ra, băng ra 6 người, trừ bỏ băng như tuyết trốn được tương đối khoái chi bên ngoài, mặt khác 5 người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Thí thần tổ thú, trong bóng tối xem cuộc chiến thiên hoang tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi không thôi. Đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thần thú A, vậy mà xuất hiện ở đây. Bọn họ không biết, thí thần những năm này nuốt hỗn độn nguyên thú vị giai chi lực, đã bước vào đệ tứ, dù cho cửu U Ma Toan so sánh với hắn, đều kém mấy cái thứ tự. Nhanh thông chi gia tộc, thí thần tổ thú hiện thế. Ta phải nhanh đi về, nếu là có thể hàng phục thí thần tổ thú, ta gia tộc tất nhiên có thể trở thành thập đại gia tộc một trong. Không đúng, bây giờ là đồ ma nhiệm vụ, bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi. Đám người cũng nhận ra thí thần bản thể, thiên hoàng tu sĩ dù sao bình thường đều kiến thức rộng rãi, dù cho 100 vạn năm mới xuất hiện một lần thí thần tổ thú, bọn họ cũng biết hắn hình dạng. Giờ phút này, mỗi người đều dục dịch, hận không thể lập tức thông chi gia tộc. Dù cho vây giết Tiêu Phàm bọn họ 11 cái tu sĩ, nội tâm cũng nổi lên tâm tư. Chết, cũng mọi người ở đây thất thần thời khắc, Tiêu Phàm tập trung vào thiên sát, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua thiên sát mi tâm. Ngươi, thiên sát biểu tình hoảng sợ, hắn mi tâm vết kiếm cũng không chí mạng, nhưng trong cơ thể hắn khí số lại là khắp nơi xuyên loạn, sói mòn bên ngoài cơ thể. Lần trước Tà Vũ tha cho ngươi một mạng, ngươi hẳn là chân quý. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, trong nháy mắt rời khỏi hơn 10 dặm, dư quang lại là nhìn về phía thí thần vị trí, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trước hết giết hắn, thí thần tổ thú sự tình sau đó mới nói. Hầu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, giống như bị điên, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Một bên Khương Thiếu Hư thấy thế, nhíu mày. Bất quá cũng không có ngăn cản, Hầu Hoàng bởi vì Tiêu Phàm sự tình đã có được tâm ma, không giết Tiêu Phàm, Hầu Hoàng tâm ma không đi, về sau tu luyện tất nhiên có phiền phức ngập trời. Hơn nữa, Tiêu Phàm đột phá tốc độ quá nhanh, hắn có loại cảm giác, lần này nếu không giết chết Tiêu Phàm, về sau liền không có cơ hội. Động thủ, Khương Thiếu Hư thở sâu, rốt cục làm một cái quyết định. Khương Thiếu Hư ở Tiêu Phàm cùng Hầu Hoàng tầm đó. Vẫn là lựa chọn Hầu Hoàng,
dù cho hắn cũng không quá nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm. Nhưng hắn không biết, sự tình quyết định sau, liền lại cũng không có đường sống vẹn toàn. Tiêu Phàm nghe được Khương Thiếu Hư ra lệnh một tiếng, con người cũng biến thành băng lạnh. Hắn vừa mới vẫn không có đối Khương Thiếu Hư người động thủ, cũng là bởi vì hắn không có cảm nhận được Khương Thiếu Hư sát tâm, hắn tới đây, chỉ là bởi vì Hầu Hoàng mà thôi. Nhưng hiện tại, Khương Thiếu Hư đã động sát tâm, Tiêu Phàm cũng liền không cố kỵ gì. Như thế, ta cũng lại không kiêng kỵ, Tiêu Phàm tà ác cười một tiếng. Ở hắn là tay trái trong tay áo, lập tức xuất hiện một mai hạt châu màu trắng, phía trên nhộn nhạo huyền diệu năng lượng ba động. Hạt châu không đặc biệt, chính là thời không thiên châu. Tiêu Phàm đã rất ít sử dụng thời không thiên châu, vừa tới thiên hoang, Hoài Bích có tội đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Nhưng hôm nay, đối mặt nhiều như vậy thánh tôn cảnh vây giết, chỉ dựa vào bọn hắn thực lực, nghĩ muốn cơ hội sống sót 10 điểm xa vời. Đã như vậy, vậy chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, thời không thiên châu chính là Tiêu Phàm cường đại ngoại lực một trong. Dù cho hắn đạt đến cảnh giới bây giờ, cũng vẻn vẹn có thể thôi động bốn thành, đương nhiên, đây cũng là hắn từ bỏ luyện hóa thời không thiên châu nguyên nhân. Dù sao, cái này thời không thiên châu là Bắc lão, Tiêu Phàm về sau còn nghĩ còn cho Bắc lão đây. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm vì sống sót, chỉ có thể thôi động thời không thiên châu lực lượng, dù cho hắn biết rõ, lấy hắn thời gian cảnh giới thôi động về sau, đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt suy yếu. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt nụ cười tà ác, Đế Thái Ất cùng Khương Thiếu Hư hai người nhíu mày, hai người bọn họ chẳng biết tại sao, trong lòng cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm, bản năng đã ngừng lại thân hình. Nhưng Đế Tử Phi cùng Hầu Hoàng đám người, lại là không cố kỵ gì, tất cả đều xông tới. Mắt thấy đám người khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có trăm trượng khoảng cách, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt càng tăng lên, Đế Thái Ất cùng Khương Thiếu Hư hai người vậy mà không chút do dự nhấc chân chạy. Cẩn thận, Khương Thiếu Hư càng là kêu to không thôi. Nhưng mà, ong ong, một đạo năng lượng màu xám trắng chấn động từ Tiêu Phàm vị trí nở rộ mà ra, những nơi đi qua, thời gian đình chỉ, không gian vặn vẹo, năng lượng ba động quét qua địa phương, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Thời không thiên châu bá đạo chỗ, liền ở chỗ một khi sử dụng, ở bên trong phạm vi công kích sinh linh cùng vật chất, đều sẽ hóa thành kiếp cho, cái gì cũng không biết lưu lại. Đồng thời, hắn cũng sẽ để thôi động người không còn chút sức lực nào, lâm vào cực kỳ suy yếu bước, chỉ có thể mặc người chém giết. Không Khương Thiếu Hư thanh âm vừa dứt, hắn dư quang vừa lúc bắt được vừa mới phát sinh tất cả. Hầu Hoàng, nam tử khôi ngô cùng váy đen nữ tử, cùng một người khác. Hắn bốn cái huynh đệ tỉ muội, ở hắn ánh mắt biến mất, liền tựa như một bức họa người trên bị xóa sạch đồng dạng, hoàn toàn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như không phải trơ mắt tận mắt thấy, Khương Thiếu Hư cũng sẽ không tin tưởng. Trên đời này làm sao có thể cầm giữ đáng sợ như thế lực lượng, liền thánh tôn cảnh đều có thể tùy tiện gạt bỏ. Nhưng sự thật chính là như thế. Hầu Hoàng bọn họ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã thần hồn câu diệt. Cái gì thánh tôn cảnh khí số không hết, liền vĩnh hằng bất diệt, ở trước mặt Tiêu Phàm, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Khương Thiếu Hư xem như chạy nhanh, nhưng vẫn như cũ bị cái kia năng lượng ba động dư ba quét chúng, một cánh tay hóa thành hư ảo, mặc cho hắn làm sao khôi phục, cũng không có một chút tác dụng nào. Đồng dạng khiếp sợ còn có Đế Thái Ất, hắn biết rõ Tiêu Phàm có không ít đòn sát thủ, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm đòn sát thủ vậy mà như thế khủng bố. Mười mấy thánh tôn cảnh a, vậy mà liền như vậy bị miểu sát. Đế Tử Phi chết, Cửu Linh chết, Huyền Phệ cũng đã chết. Hắn vuốt vuốt hai mắt, không thể tin được thấy tất cả những thứ này. Vừa mới nếu như không phải trốn được tương đối nhanh, đoán chừng mình cũng khó thoát một kiếp, chỉ là suy nghĩ một chút hắn nội tâm liền sợ không thôi, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, tựa như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Nguy hiểm! Đế Thái Ất chỉ cảm giác buồng tim của mình tựa như muốn từ cổ họng bật đi ra, đầu cảm giác trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trừ bọn họ bên ngoài, bốn phía còn có không ít nhìn thấy một màn này tu sĩ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Bọn họ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là vừa đối mặt, chín cái thánh tôn cảnh đã không thấy tăm hơi. Khương Thiếu Hư bốn cái huynh đệ tỉ muội, Đế Tử Phi, Cửu Linh, Huyền Phệ, Lý Thanh Liên, Thiên Sơn Hồng.
Toàn trường lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng, sau một hồi lâu, mới như hồng thủy bộc phát đồng dạng, một phát không thể vãn hồi. Kết thúc, lần này chọc thủng trời. Khương gia, Đế gia, Thiên Sơn gia tộc, còn có Băng gia, tất cả đều bị Tiêu Phàm bọn họ đắc tội, ta còn chưa bao giờ thấy qua, đắc tội nhiều như vậy người của đại gia tộc, có thể ở thiên hoang sống tiếp. Còn có Lý Thanh Liên, huynh trưởng của hắn Lý Thanh Chủ, thế nhưng là thần các cường giả, chắc chắn sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, Tiêu Phàm là làm sao giết chết rất nhiều người, các ngươi vừa rồi có nhìn thấy sao? Không thấy được, bất quá tuyệt đối là không tầm thường pháp bảo, ta dám đoán chắc, đồ ma nhiệm vụ kết thúc về sau, Tiêu Phàm tuyệt đối sống không quá một ngày. Như sôi đằng nước sôi đồng dạng tiếng nghị luận vang vọng tứ phương, rất nhiều người vẫn như cũ đắm chìm mới vừa rồi trong lúc khiếp sợ, không cách nào tự kềm chế. Thật sự là Tiêu Phàm pháp bảo quá cường đại, một đòn vậy mà giết chết 9 đại thánh tôn cảnh, tăng thêm trước đó giết chết một cái, dòng dã 10 cái thánh tôn cảnh a. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Tiêu Phàm dám trắng trợn đổ sát thiên hoang thánh tôn. Nhất là hắn giết chết thánh tôn cảnh, không ít vẫn là thập đại gia tộc con em. Thập đại gia tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Chọc thủng trời, cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, Tiêu Phàm có lẽ có thể sống sót hoàn thành đồ ma nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không thể sống sót đạt tới thiên hoang. Sau nửa ngày, đám người bắt đầu tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng, không ít người trong mắt lóe lên nồng nặc tham lam. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm hoàn hảo không hao tổn đứng ở cái kia, liền thần sắc đều không có biến hóa chút nào lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt xóa đi trong lòng loại kia tham lam ý nghĩ. Nói đùa cái gì, đây chính là sát thần A, từ trong tay hắn giật đồ, không phải tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm hiển nhiên cũng là ngoài mạnh trong yếu. Vừa rồi thôi động thời không thiên châu, mặc dù không có giống như trước trong nháy mắt thoát lực, nhưng là tiêu hao hắn 8-9 phần 10 nguyên lực. Hắn sở dĩ như không có chuyện gì xảy ra đứng ở cái kia, chẳng qua là bởi vì đứng cũng không phải là hắn bản tôn, mà là phân thân thái cổ. Đế Thái Ất, Khương Thiếu Hư, các ngươi cố ý nhường người khác chịu chết, bản thân lại sợ sao? Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem vẫn như cũ chỗ trong khiếp sợ Đế Thái Ất cùng Khương Thiếu Hư hai người. Hắn vốn nghĩ nhất cử diệt đi tất cả mọi người, lại là không nghĩ tới thời điểm then chốt Đế Thái Ất cùng Khương Thiếu Hư sẽ trốn đi, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Đế Thái Ất thở sâu, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, người giết đế tử phi bọn họ, ta Đế gia, Khương gia, Băng gia, Thiên Sơn gia tộc, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chết a. Chẳng lẽ ta không giết bọn hắn, các ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khinh thường nói, dù sao hôm nay đã giết nhiều như vậy, cũng không quan tâm nhiều các ngươi hai cái này. Tiêu Phàm thần sắc lạnh như băng hướng về Khương Thiếu Hư cùng Đế Thái Ất, sát tâm nổi lên. Nguyên bản hắn cho rằng vừa rồi một đòn, có thể đem bọn hắn cũng đổ sát sạch sẽ, không nghĩ tới hai người tính cảnh giác cao như vậy, may mắn tránh thoát một kiếp. Bất quá cái này cũng ở trong dự liệu của hắn, nhiều như vậy vây giết hắn người. Bây giờ chỉ còn lại có 3 người còn sống. Nơi xa, thí thần cũng bại lộ bản thể, đang cùng cửu U Ma Toan cùng thần phong điên cuồng vây công Băng Như Tuyết, đoán chừng không bao lâu, là có thể đem Băng Như Tuyết diệt sát. Về phần Khương Thiếu Hư cùng Đế Thái Ất, Tiêu Phàm biết rõ, bản thân hẳn là giết không chết hai người bọn họ, dù sao hắn còn không phải chân chính thánh tôn cảnh, nguyên lực rất dễ dàng tiêu hao hầu như không còn. Nếu như đột phá chân chính thánh tôn cảnh, nguyên lực đổi trở thành chân chính bản nguyên chi lực, cái kia chiến lực tất nhiên sẽ càng gia trì hơn lâu. Khương Thiếu Hư cùng Đế Thái Ất nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng đậm sợ hãi, nhất là Đế Thái Ất, hắn tựa như lần thứ nhất nhận biết Tiêu Phàm một dạng. Đế Thái Ất lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm khả năng vẫn luôn có năng lực giết được hắn, chỉ là không có động thủ mà thôi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút may mắn. May mắn bản thân trốn khỏi một kiếp. Mắt thấy Tiêu Phàm cách hắn càng ngày càng gần, Đế Thái Ất sốt cục không chịu nổi trong lòng sợ hãi mang tới áp lực, xoay người bỏ chạy. Trốn, đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại. Quân không gặp vừa rồi 10 cái thánh tôn cảnh cường giả vây giết Tiêu Phàm, đều bị Tiêu Phàm kém chút tận diệt sao.
Hiện tại chỉ còn lại Đế Thái Ất cùng Khương Thiếu Hư hai người, Đế Thái Ất không trốn, chờ đến khi nào đây? Ngược lại là Khương Thiếu Hư thở sâu đứng tại chỗ không nhúc nhích, mở ra cánh tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trầm giọng nói, pháp bảo của ngươi uy lực mạnh mẽ, nghĩ đến hiện tại cũng hư nhược a. Nói ra lời này thời khắc, Khương Thiếu Hư nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Đám người nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đúng vậy a, Tiêu Phàm pháp bảo uy lực mạnh mẽ, nhưng càng là pháp bảo cường đại, thì càng khó thôi động. Tiêu Phàm một đòn chém giết mười mấy thánh tôn cảnh cường giả, hắn lực lượng đoán chừng cũng còn thừa không có mấy. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi mảy may, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thể nội nguyên lực bành trướng, nơi nào có điểm bộ dáng yếu ớt. Ngươi có thể thử xem, Tiêu Phàm ngữ khí hờ hững. Hắn nội tâm cũng âm thầm kinh hãi, may mắn mình bây giờ là thái cổ phân thân. Căn bản nhìn không ra thần sắc biến hóa, nếu là hắn bản thể, đoán chừng liền lộ ra đầu mối. Mà một khi lộ ra mánh khóe, lấy Khương Thiếu Hư thực lực, hắn Tiêu Phàm toàn thịnh thời kỳ cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại suy yếu như vậy. Nói xong, phân thân thái cổ hổ khu chấn động, một cỗ nổ tính lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, đồng thời, tu la kiếm bên trên phun ra mười mấy trượng kiếm khí, sắc bén, lăng lệ. Cùng lúc đó, phân thân thái cổ lăng không đạp mạnh, tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở tu la kiếm bên trên, một đạo sáng chói kiếm hồng nở rộ, trực tiếp đem hư không xé thành hai nửa. Một loạt động tác này hoàn toàn nước chảy thành sông, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Khương Thiếu Hư không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn dám chủ động xuất kích, sắc mặt biến hóa, không dám chính diện giao phong. Vừa rồi một kích kia lực lượng hủy diệt hắn còn rõ ràng hiện lên ở trước mắt, nếu là bị Tiêu Phàm cuốn lấy. Lần nữa thôi động cái kia pháp bảo, vậy thì phiền toái. Nghĩ vậy, Khương Thiếu Hư dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, giống như khinh yến một dạng bay ngược mà ra, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Khương Thiếu Hư đều chạy, đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Khương Thiếu Hư thế nhưng là thánh tôn nhân vật trên bảng A, mặc dù chỉ là tạm thời rơi vào hạ phẩm thánh tôn, nhưng hắn chiến lực thế nhưng là không kém gì thượng phẩm thánh tôn. Ứng phó trung phẩm thánh tôn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại, thậm chí ngay cả cùng Tiêu Phàm một trận chiến dũng khí đều không có, cái này khiến đám người làm sao không sợ hãi. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, nếu như nói trước đó chỉ là kinh ngạc, vậy bây giờ chính là kinh hãi. Thứ hèn nhát, nhìn thấy Khương Thiếu Hư đào tẩu, Tiêu Phàm phun một bãi đờm. Ngay sau đó lạnh lùng nhìn về phía thí thần bọn họ vị trí chiến trường. Thí thần, thần phong cùng cửu U Ma Toan ba người hợp lực, gắt gao áp chế băng như tuyết. Băng như tuyết thực lực dĩ nhiên cường đại, nhưng thấy đến tình cảnh vừa nãy, đã dọa cho bể mật gần chết, thực lực giảm đi nhiều, huống chi vây công hắn vẫn là ba cái thiên tài cấp bậc nhân vật đây. Chỉ một lát sau, băng như tuyết liền rơi hạ phong, trên người khắp nơi đều là vết thương, máu tươi bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm, ta chính là băng gia dòng chính, người dám giết ta. Băng như tuyết sợ hãi gào thét. Nàng tới đây truy sát Tiêu Phàm, vì băng như hải báo thù, vốn cho là giết chết Tiêu Phàm chỉ là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này vậy mà lại bám vào bản thân tính mệnh. Băng gia, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khinh thường nói, băng gia có thể giết ta, ta vì sao không thể giết băng gia? Hiện tại Tiêu Mỗ đem lời để ở chỗ này, về sau nhìn thấy băng ra người, gặp một cái, giết một cái. Gặp hai cái, diệt một đôi. Gặp một cái, giết một cái. Gặp hai cái, diệt một đôi. Tiêu Phàm ngang ngược lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, mang theo nồng nặc sát khí, vẫn là đem toàn bộ hư không đều đống kết một dạng. Bốn phía tu sĩ sớm đã ngây ra như phỗng, Tiêu Phàm đây là lại hướng băng ra tuyên chiến sao. Đây chính là thập đại gia tộc một trong băng gia A, dù cho thiên hoang thần các đều muốn cho mấy phần tình mọn, người một cái thiên các đệ tử, dám cùng băng gia tuyên chiến. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, có người càng là nhịn không được cười lên. Đây quả thật là thật buồn cười, có ai gặp qua một con kiến cùng voi tuyên chiến. Bất quá, băng như tuyết xác thực hoảng hốt hết sức. Nàng biết rõ, bản thân hôm nay tai kiếp khó thoát. Nghĩ vậy. Băng như tuyết quyết định chắc chắn, ngửa mặt lên trời gào thét nói, Tiêu Phàm, ta băng ra chắc chắn đem ngươi phanh thây xé xác,
quất ngươi linh hồn điểm thiên đăng, ngươi chết không yên lành. Phốc phốc, vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm xuất hiện ở băng như tuyết trước người, một kiếm xuyên qua nàng mi tâm. Cùng lúc đó, băng như tuyết thể nội khí số, điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Nàng trợn to hai mắt, thân thể run rẩy kịch liệt, cuối cùng không cam lòng quỳ sát tại hư không, khi tất cả khí số bị Tiêu Phàm nuốt mất thời điểm, triệt để đã mất đi sinh cơ. Khí số đã hết người, không chết cũng phải chết. Bốn phía vây xem tu sĩ sớm đã tính như ve mùa đông, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm như thế quyết đoán. Băng ra thiên tài băng như tuyết, vậy mà nói giết liền giết. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm liền đế tử phi đều giết chết, trên đời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm đây. Ở trong mắt mọi người, đế tử phi ở đế chiến gia tộc địa vị, tuyệt đối so với băng như tuyết ở băng gia địa vị cao hơn rất nhiều, có thể đế tử phi không phải cũng đồng dạng đã chết rồi sao? Trong lúc nhất thời, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Sau nửa ngày, đám người mới cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng, lại là Tiêu Phàm lạnh lùng quét mắt bốn phía, lạnh giọng nói còn có muốn giết Tiêu Mỗ sao? Hôm nay vừa vặn cùng nhau tính sổ sách, trầm mặc. Tiêu Phàm lộ ra kinh khủng thực lực, lại có ai dám đi lên tự tìm cái chết đây? Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy nơi xa một bóng người chính lặng lẽ rời khỏi đám người, hắn trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bỗng bắn ra. Theo một tiếng hét thảm truyền ra, lại một bóng người ngã xuống đất không dậy nổi. Mặc dù Tiêu Phàm giết người cũng không phải đại nhân vật gì, chính là Thiên Sơn gia tộc Thiên Sơn La Vân muội muội Thiên Sơn La Âm. Nhưng mang cho toàn trường áp bách lại là vượt quá tưởng tượng lớn. Tiêu Phàm không hề nghi ngờ là nói cho đám người, muốn giết hắn Tiêu Phàm người, mặc kệ già trẻ, mặc kệ nam nữ, mặc kệ bối cảnh lớn không lớn, đều muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Thiên Sơn La Âm chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi, không tính là cường giả, ở thiên các bên trong đoán chừng cũng miễn cưỡng hợp cách, nhưng nàng vẫn là chết, dù cho nàng chỉ là một nữ nhân. Thậm chí Tiêu Phàm giết chết nàng thời điểm, đều không biết nàng tên gọi là gì, chỉ biết là vừa rồi nàng đứng ra muốn giết mình. Còn có ai? Tiêu Phàm lời nói lạnh như băng tiếp tục vang lên. Thiên hoang người vẫn cho rằng hắn Tiêu Phàm dễ khi dễ, hôm nay, hắn liền đại khai sát giới, để thiên hoang người minh bạch, thái cổ thần giới tu sĩ, không phải thứ hèn nhát. Các ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Hôm nay, ta liền đem các ngươi dẫm ở dưới chân. Dẫm nát các ngươi kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Đám người không dám tìm Tiêu Phàm phiền phức, chỉ có thể lặng yên rời đi, trong đó không thiếu trung phẩm thánh tôn, thậm chí thượng phẩm thánh tôn. Chỉ chốc lát sau, toàn trường cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm một nhóm, còn có xa xa Tà Vũ. Tà Vũ đứng ở đằng xa không nhúc nhích, không có tới gần Tiêu Phàm bọn họ, thần sắc hắn hết sức phức tạp, không biết hắn nội tâm đang suy nghĩ gì. Huynh đệ, bảo trọng, thật lâu. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, phun ra mấy chữ, liền mang theo thí thần bọn họ hướng về một phương hướng khác đi. Huynh đệ, Tà Vũ nghe được hai chữ này, chỉ cảm thấy nội tâm hết sức trầm trọng, tựa như nhận lấy trọng kích đồng dạng, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cùng Tiêu Phàm nhận biết nhiều năm như vậy, hắn biết rõ Tiêu Phàm làm người, có thể được Tiêu Phàm làm thành huynh đệ người, tuyệt đối là có thể đủ tính mệnh ký thác. Hắn cùng với Tiêu Phàm tầm đó chỉ là quân tử chi giao, thậm chí cho là mình cùng Tiêu Phàm tầm đó tất có một trận chiến. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tiêu Phàm sẽ đem hắn làm thành huynh đệ, về phần hắn bản thân, cũng càng thêm không có khả năng đem Tiêu Phàm làm huynh đệ. Mà bây giờ, Tà Vũ nội tâm có một chút điểm xúc động. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tà Vũ phát hiện, Tiêu Phàm bọn họ đã không thấy bóng dáng, hắn muốn truy đi lên. Nhưng cuối cùng vẫn dừng bước chân lại. Thật lâu, hắn nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng, tự nhủ, yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể làm gì được Vô Tận Cổ Cương. Hắn cũng không biết mình phải chăng đem Tiêu Phàm trở thành huynh đệ, nhưng Tiêu Phàm chí ít là hắn bằng hữu, hắn còn thiếu Tiêu Phàm nhân tình, vì trả nhân tình này, hắn Tà Vũ cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lại nói Tiêu Phàm bọn họ rời đi, một đường trầm mặc không nói. Lòng của mỗi người đều tương đối trầm trọng. Hôm nay, Tiêu Phàm đại khai sát giới, giết thiên hoang không ít người, hơn nữa còn đều là người của đại gia tộc. Từ nay về sau, cuộc sống của bọn hắn sợ là không dễ chịu. Băng gia, Lâm gia, Thiên Sơn gia tộc, Đế gia,
cũng sẽ không buông qua bọn họ, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, đoán chừng đều sẽ có không ít người vây giết mà đến. Lão đại, tiếp xuống chúng ta sợ là muốn trong lúc chạy trốn sống qua ngày. Thí thần mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, trên mặt lại là không có nửa điểm sợ ý tứ, ngược lại lộ ra một nụ cười. Ngươi sợ, Tiêu Phàm cười cười. Sợ, thí thần ra vẻ kinh ngạc, nói, không phải, ta đột nhiên cảm giác có chút hưng phấn. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn biết rõ, mình cũng cho phép có một ngày khả năng rời bỏ thiên hoang, nhưng hắn không nghĩ tới, một ngày này vậy mà đến nhanh như vậy. Tiểu tử, chúng ta tốt nhất là mau chóng tìm tới này ma quật cửa ra vào, ở đồ ma nhiệm vụ kết thúc trước đó rời đi nơi đây. Cửu U Ma Toan nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhìn về phía chân trời, thần sắc có chút mê mang, hồi lâu mới nói, chờ một chút. Chờ, chờ cái gì, Cửu U Ma Toan không hiểu. Tiêu Phàm trầm mặc, không tiếp tục để ý Cửu U Ma Toan. Chỉ có hắn tự mình biết, bản thân đang chờ cái gì. Hôm nay giết nhiều người như vậy, nhưng Tiêu Phàm không cho rằng là lỗi của mình, bản thân dù sao cũng là thiên hoang thần các người, gia tộc khác người liền có thể không chút kiêng kỵ giết bản thân sao. Hắn muốn biết, làm gia tộc khác muốn giết mình thời điểm, thiên hoang thần các sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tùy ý tìm một chỗ sa mạc, ngồi xếp bằng khôi phục nguyên lực, hơn nữa chờ đợi hắn nghĩ muốn tin tức. 3 ngày sau, thí thần từ đằng xa bay vụt mà tới. Người chưa đến, thanh âm đã đến. Lão đại, không xong. Thí thần ngữ khí có chút sốt ruột. Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, thần thái tự nhiên, tựa như sớm đã đoán được đáp án kia. Lão đại, chúng ta bị truy nã, thiên hoang thần các đem chúng ta xem như phản nghịch xử lý. Thí thần cắn răng nghiến lợi nói, hai mắt có chút đỏ bừng. Ta liền biết những cái kia rác rưởi sẽ như vậy xử lý. Cửu U Ma Toan nổi giận mắng. Tiểu tử, đây chính là ngươi phải đợi đáp án. Cửu U Ma Toan trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, còn có mấy phần thương hại. May mà Tiêu Phàm còn ôm một tia hy vọng, cho rằng thiên hoang thần các sẽ bảo hộ hắn, thậm chí thay hắn chống được mấy gia tộc lớn áp lực. Nhưng thiên hoang thần các lại cái thứ nhất đem hắn định là phản nghịch, để Tiêu Phàm nội tâm sau cùng một tia hy vọng cũng phá thành mảnh nhỏ, cái gì đều không còn lại. Ta đi diệt những cái kia rác rưởi. Thí thần vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị đạp không mà lên. Nhưng mà, lại bị Tiêu Phàm giữ chặt, chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc như thường, thật sâu thở dài một hơi, ta là sai, ta không nên ôm cái này vốn không tồn tại hy vọng. Cửu U Ma Toan vốn cho là Tiêu Phàm sẽ tức giận, sẽ điên cuồng, có thể kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn, cái này để trong lòng hắn 10 điểm kinh ngạc. Tiêu Phàm tựa như nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nói, yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy. Chẳng phải thiên hoang mấy cái gia tộc mà thôi. Dù cho thế gian đều là địch, lại có sợ gì? Tiểu tử, hảo phách lực, Cửu U Ma Toan từ trong thâm tâm tán thưởng, không phải liền là mấy gia tộc lớn sao, chúng ta ở Tam Tinh Ma Quật, bọn họ tối đa cũng liền phái tới hạ phẩm nguyên tôn cảnh người, muốn giết chúng ta, cũng không thể dễ dàng như thế. Lão ma, người rất bành trướng a, hạ phẩm nguyên tôn đều không bị ngươi để ở trong mắt. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra, trêu ghẹo nhìn xem Cửu U Ma Toan nói. Hạ phẩm nguyên tôn lại như thế nào, Tam Tinh Ma Quật nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tìm mấy người cũng không dễ dàng. Cửu U Ma Toan lơ đễnh nói, huống hồ, các đại ma quật đều là tương thông, cho dù không thấy thiên hoang, chúng ta chẳng lẽ còn không sống nổi sao? Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, hắn sở dĩ dám trước mặt nhiều người như vậy đại khai sát giới. Diệt đi nhiều người như vậy, liền là nghĩ đến điểm này. Hiện tại chỗ này ma quật, hẳn là Tam Tinh Ma Quật, sẽ có 2 nơi cửa ra vào, một chỗ là thông hướng Tứ Tinh Ma Quật, một chỗ khác là thông hướng Nhị Tinh Ma Quật. Chỉ là hiện tại 2 cái kia cửa ra vào còn không biết ở đâu bên trong, nhưng chỉ cần tìm được, bọn họ liền có thể tìm cơ hội rời đi ma quật, căn bản không sợ các đại gia tộc chặn giết. Đi là khẳng định phải đi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm tiếp tục nói, bất quá trước đó, chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thành đồ ma nhiệm vụ. Nhìn thấy mấy người kinh ngạc nhìn hắn, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, có nguyên tinh không kiếm lời là kẻ ngu sao. Tiêu Phàm mặc dù mặt ngoài biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng nội tâm vẫn còn có chút tức giận. Thiên hoang người muốn giết hắn, hắn phản sát đối phương, vậy mà lại bị thiên hoang thần các vứt bỏ,
hơn nữa định là phản nghịch, hắn lại làm sao có thể thật xem như sự tình gì đều không phát sinh đây. Chỉ là Tiêu Phàm nội tâm tương đối cường đại, người khác cho rằng tuyệt vọng sự tình, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy hy vọng. Hắn lo lắng nhất vô tận cổ cương có tà vũ bảo hộ, lại còn có gì phải lo lắng đây. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một chuyến du tẩu ở ma quật các nơi, khắp nơi đổ sát dị ma, thu hoạch mệnh ma thạch, hoàn toàn xem thiên hoang thần các truy nã lệnh như không. Nửa đường cũng gặp được một chút tu sĩ muốn giết bọn hắn, Tiêu Phàm cũng chưa bao giờ khách khí, phàm là muốn giết bọn hắn người, đều bị bọn họ giết sạch sẽ. Đến mức về sau rốt cục an tĩnh, dù cho trung phẩm thánh tôn cảnh thiên hoang tu sĩ, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ cũng chỉ có thể đi vòng. Ai kêu Tiêu Phàm quá tàn bạo đây? Trong lúc đó có một cái thượng phẩm thánh tôn cảnh muốn giết Tiêu Phàm, lại bị Tiêu Phàm bọn họ cho sống sờ sờ tra tấn mà chết. Một cái này đẫm máu giáo huấn, để thiên hoang tu sĩ đối Tiêu Phàm tràn đầy sâu trong linh hồn e ngại. Bọn họ không biết Tiêu Phàm là như thế nào bắt được cái kia thượng phẩm thánh tôn cảnh tu sĩ, chỉ biết là Tiêu Phàm có diệt sát thượng phẩm thánh tôn thực lực, nhưng cái này là đủ rồi. Hoảng hốt đến từ không biết, đồ ma nhiệm vụ thời gian một tháng còn có hai ngày, nhưng là hai cái kia cửa ra vào còn không có tìm tới. Một chỗ sơn cốc, thí thần trên mặt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Một khi đồ ma nhiệm vụ kết thúc, chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, cái kia mấy gia tộc lớn tuyệt đối sẽ phái cao thủ tiến đến. Đến lúc đó, bọn họ nếu như không cách nào rời đi nơi đây, cũng rất phiền toái. Các ngươi đây, Tiêu Phàm nhìn về phía Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong, hai người cũng đồng dạng lắc đầu. Trầm mặc chốc lát, Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, thông hướng mặt khác dị ma cửa ra vào mặc dù không tìm được, nhưng là, ta đã có thu hoạch ngoài ý liệu. Thu hoạch gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, mấy người không kịp chờ đợi hỏi. Có người ở giới này cuối cùng phát hiện một chỗ thời không loạn địa, xuyên thấu thời không loạn địa, có một chỗ cổ địa bí cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thật hay giả, Cửu U Ma Toan bĩu môi, vẻ mặt không tin. Cũng khó trách hắn không tin, nếu là có người tiến vào, chẳng lẽ còn sẽ ra ngoài nói cho những người khác. Ta đã nghiệm chứng qua, việc này là thật. Tiêu Phàm hết sức khẳng định nói, bất quá còn chưa bao giờ có người đi vào, lúc ấy có một đội người bị dị ma truy sát, trốn vào phiến kia thời không loạn địa. Ai ngờ dị ma cũng không sợ chết, vẫn như cũ không ngừng đuổi giết bọn hắn, có ba, bốn người kém chút xuyên qua cái kia thời không loạn địa, gặp được một tòa phù đảo. Chỉ là, bọn họ cùng những cái kia đuổi giết dị ma cuối cùng bị cái kia thời không chi lực ngăn cản ở ngoài, cuối cùng bọn họ vận khí tốt một điểm. Đuổi giết bọn hắn dị ma chết thảm, bọn họ lại sống tiếp được. Nói đến đây, thí thần cùng Cửu U Ma Toan đều chán phóng ánh sáng. Cổ địa, bí cảnh, những địa phương này, bọn họ ai không thích. Chỗ như vậy, thường thường đại biểu cho cơ duyên, có lẽ có thể đột phá nhanh hơn cảnh giới càng cao hơn. Ngược lại là Thần Phong lơ đễnh, chỉ là lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên hỏi một câu, tộc trưởng, người có biết cái kia cổ địa bí cảnh, có cái gì đặc biệt sao? Không biết, nhưng là thiên hoang thần các cùng các người của đại gia tộc, đã toàn bộ chạy tới phiến kia thời không cổ địa, thậm chí ngay cả dị ma cũng không ít trước người hướng. Tiêu Phàm giải thích nói, khó trách mấy ngày nay rất ít gặp gỡ cái gì dị ma, cũng rất ít nhìn thấy thiên hoang người, nguyên lai bọn họ ngưng chiến. Thí thần lấy lại tinh thần, ngay sau đó lại hỏi, lão đại, ngươi là nghĩ như thế nào? Nhiều người như vậy nghĩ tới chúng ta chết, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cổ địa bí cảnh, là chúng ta cường đại cơ hội tốt nhất. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiểu tử, tại sao ta cảm giác cái kia cổ địa bí cảnh là vì ngươi chế tạo riêng a? Trước ngươi không phải nói còn kém hỗn độn bản nguyên cùng thời không bản nguyên không lĩnh ngộ sao? Có lẽ xông qua thời không loạn địa, có thể lãnh ngộ thời không bản nguyên chi lực cũng không nhất định. Cửu U Ma Toan cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu là có hỗn độn bản nguyên chi lực, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn hiển nhiên cũng cho rằng đây là cơ hội của mình. Đám người trợn trắng mắt, lòng tham không đáy rắn nuốt voi, nơi nào sẽ có chân chính đo thân mà làm. Đúng rồi lão đại, người tìm người tới rồi sao? Thí thần lại hỏi. Cũng không sai biệt lắm. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên rơi vào bọn họ cách đó không xa, đó là một cái vóc người tương đối thấp bé bàn tử. Bàn tử một bộ hỏa hồng bào tương đối đáng chú ý,
Tặc Lưu Lưu con người thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, sợ bị ai phát hiện một dạng. Bên này, Tiêu Phàm lên tiếng chào, bàn tử cẩn thận xác nhận một lần, lúc này mới hướng Tiêu Phàm bọn họ đi tới. Bàn tử, làm sao người tới muộn như vậy? Thí thần có chút khó chịu nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là Long Hồng Tuyết. Tiêu huynh, Long Hồng Tuyết quá mức kích động, nói chuyện lại có chút cà lăm, thở sâu mới chậm rãi nói, bên ngoài nhiều người như vậy đang truy nã các ngươi còn lưu lại nơi này. Không lưu lại nơi này, còn có thể đi đâu? Thí thần trợn trắng mắt. Long Hồng Tuyết thở sâu, hắn cũng biết thí thần bản thể, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia kính sợ, trầm ngâm nói, hai cái chỗ lối ra đã ra tới, ta nói cho các ngươi biết đại khái phương vị, các ngươi mau rời khỏi. A, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, bọn họ thế nhưng là đều đi tìm hiểu qua, có thể không có nghe được nửa điểm tin tức. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, thiên hoàng đoán chừng cũng đề phòng bọn họ đâu, không muốn để cho bọn họ thông qua cái kia cửa ra vào rời đi. Dù sao, nếu như muốn giết bọn họ, ở trong này lại càng dễ, mà một khi tiến nhập mặt khác ma quật, cái kia muốn tìm bọn họ, giống như mò kim đáy biển. Nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt. Càng là có thượng phẩm thánh tôn tọa chấn, các ngươi cẩn thận một chút. Long Hồng Tuyết nhấn mạnh một câu, sau đó trong nháy mắt một điểm, mấy đạo lưu quang xuất vào Tiêu Phàm mi tâm của bọn họ. Bàn tử, tạ ơn, Tiêu Phàm cảm kích nói, lúc này còn tin tưởng bọn họ, dám tới tìm bọn hắn, giải thích Long Hồng Tuyết người này, đáng giá kết giao hướng. Không cần cảm ơn ta cũng là vì Long gia. Bàn tử cười ha hả nói, các ngươi tới tìm ta. Là muốn hối đoái mệnh ma thạch. Các ngươi có bao nhiêu? Tiêu Phàm lấy tay vung lên, số lớn mệnh ma thạch chiếu xuống mà ra, trực tiếp chất thành một tòa núi nhỏ. Nơi này đại khái 1.3700.000 công huân điểm, ngươi xem có thể đổi một ít gì? Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt mệnh ma thạch, bàn tử sớm đã trợn mắt hốc mồm, có thể nghe được Tiêu Phàm nói con số, thân thể đều có chút run rẩy. Phải biết, chém giết một cái nhất tinh ma tôn, thu hoạch được nhất tinh mệnh ma thạch, cũng liền 10 vạn công huân điểm A. 1.3700.000 công huân điểm, trọn vẹn cần chém giết 1.370 cái nhất tinh ma tôn mới được, lúc này mới một tháng mà thôi, cho dù là bọn họ 4 người chia đều, cũng phải mỗi người giết hơn 300 cái A. Chỉ là suy nghĩ một chút, Long Hồng Tuyết cũng có chút tê cả da đầu. Rất nhiều sao, nhìn thấy Long Hồng Tuyết kinh ngạc. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Rất nhiều sao, Long Hồng Tuyết khóe miệng giật một cái này đâu chỉ nhiều a, có chút kinh khủng tốt a. Người cùng giết chết hơn 300 cái nhất tinh ma tôn, đây nếu là những người khác, một tháng có thể giết chết 3 cái cũng không tệ rồi, giết chết một cái nhất tinh ma tôn đều số lượng cũng không ít. Tiêu Phàm bọn họ một người, thì tương đương với hơn 100 cái. Rất nhiều, theo thống kê. Lần này chém giết dị ma có chừng hơn 1.200.000, mà tiến vào hoàng sa cổ địa thiên hoang người, cũng kém không nhiều số này. Long Hồng Tuyết nuốt nước miếng một cái nói. Giết chết dị ma hơn 1.200.000, Tiêu Phàm bọn họ bình quân xuống tới, tương đương với giết 1/10, cái này khiến Long Hồng Tuyết làm sao bình tĩnh đây. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả dị ma đều là nhất tinh ma tôn, cũng không ít nhị tinh ma tôn. Nhưng là, Long Hồng Tuyết tin tưởng. Có một ước này nhiều công huân điểm, hắn Long gia lấy được cái này hoàng sa cổ địa trưởng khống quyền hy vọng to lớn nhất. Hoàng sa cổ địa, cũng là này tam tinh ma quật danh tự, nơi này đầy trời cát vàng, rất hình tượng. Vậy ngươi có hay không ăn được? Thí thần trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu là bình thường, một cái công huân điểm, cũng liền giá trị một cái công huân điểm đồ vật, nhưng ở đồ ma nhiệm vụ bên trong, nhất là loại này mới mở ma quật bên trong, một cái công huân điểm. Chí ít cũng giá trị gấp 2, có đôi khi thậm chí gấp 4-5 lần. Long Hồng Tuyết mặt lộ vẻ khó xử, hồi lâu mới nói, Tiêu huynh, ngươi tin ta hay không? Ý của ngươi là, ngươi không ăn được, thí thần khó chịu nói. Ta xác thực ăn không vô nhiều như vậy, nhiều nhất có thể ăn hạ 3.000 vạn, hơn nữa chỉ có thể dựa theo gấp 2 giá trị cho ngươi. Long Hồng Tuyết đắng chát cười một tiếng. Hắn sợ chính mình nói chuyện không trôi chảy. Trực tiếp cho Tiêu Phàm bọn họ truyền âm. Nhưng hắn lại sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, từ bỏ cùng hắn giao dịch, lại liền vội vàng giải thích nói, người yên tâm, ta sẽ mau chóng liên hệ gia tộc, đem còn dư lại tài nguyên đổi lấy, các ngươi cần gì tài nguyên,
ta đều sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu. Cửu U Ma Toan cùng thí thần mấy người nhìn chằm chằm Long Hồng Tuyết, cho hắn một loại áp lực thực lớn, muốn biết hắn phải chăng đang nói láo. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay ném cho hắn một mai truyền âm ngọc phù, nói, về sau dùng thứ này liên hệ, ngươi cũng biết, chúng ta không thể trở về thiên hoang, đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, về sau còn có bó lớn cơ hội. Đa tạ, Long Hồng Tuyết không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế tin tưởng mình, trong lòng kinh ngạc hết sức, đến mức nói chuyện lại có chút cả lăm. Không cần cảm ơn ta, đây chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Kỳ thật, rời đi thiên hoang cái kia ô yên chướng khí địa phương cũng không tệ, có không ít các ngươi dạng người này, lưu lạc tại các đại ma quật. Long Hồng Tuyết lắc đầu, đột nhiên nói tránh đi. À, Tiêu Phàm ngoài ý muốn, lập tức hứng thú. Long Hồng Tuyết thu hồi tất cả mệnh ma thạch, lúc này mới giải thích nói, các ngươi hẳn là cũng biết rõ, mặc dù các ngươi bị thiên hoang xóa tên, hơn nữa còn bị gia tộc khác truy nã, nhưng là, ta Long gia là sẽ không đối phó các ngươi. Đồng dạng, có một ít người đắc tội ta Long gia có thể sẽ đưa bọn họ vào chỗ chết, nhưng là Băng gia, Lâm gia cũng có khả năng không đối phó bọn hắn, thậm chí còn có thể cùng bọn hắn hợp tác. Nghe đến đây, Tiêu Phàm xem như minh bạch, hóa ra giống bọn họ loại người này, thiên hoang còn có không ít a. Loại này lưu lạc tại các đại cổ địa, không có chân chính phản bội thiên hoang người, cũng gọi là liệt ma giả. Long Hồng Tuyết giải thích nói. Thiên hoang kỳ thật cũng vui vẻ bọn họ tồn tại, bởi vì có chút thiên hoang không cách nào xử lý sự tình, bọn họ có thể không kiêng nể gì cả. Bởi vì bọn hắn đã là thiên hoang kẻ phản nghịch, coi như làm ra phản bội thiên hoang sự tình, cũng không để ý có đúng không. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Là, Long Hồng Tuyết thở sâu, trầm ngâm mấy thức về sau, lại nói, đây đối với liệt ma giả mà nói, có lẽ không quá công bằng, nhưng là, thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Tàn khốc sao, Tiêu Phàm đã sớm cảm nhận được, căn bản không cần Long Hồng Tuyết ở trong này cường điệu. Có lẽ, không bao lâu nữa, liền sẽ có người tìm các ngươi tiếp xúc, cho nên các ngươi không cần cho rằng, ta lúc này tới tìm các ngươi, là cỡ nào tín nhiệm các ngươi. Nói đến đây, Long Hồng Tuyết tự giễu cười một tiếng. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được Long Hồng Tuyết chân thành, ngay sau đó hỏi, nói như vậy. Người Long gia cũng có thể tìm cơ hội đem chúng ta đưa vào mặt khác ma quật đúng không? Có thể, Long Hồng Tuyết khẳng định gật đầu, nếu như ta Long gia nắm trong tay Hoàng Sa cổ địa, vậy các ngươi hoàn toàn có thể xuất nhập tự do, điểm này ta có thể bảo đảm. Đã như vậy, vậy chúc ngươi Long gia có thể thành công. Tiêu Phàm cười cười. Có những cái này mệnh ma thạch, hẳn không có quá nhiều vấn đề. Long Hồng Tuyết cũng vui vẻ cười nói, bất quá. Khoảng cách đồ ma nhiệm vụ chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, các ngươi nhiều lắm cẩn thận. Không phải có cái cổ địa bí cảnh xuất thế sao, những người kia đoán chừng bận bịu túi bụi, tạm thời sẽ không bận tâm đến chúng ta a. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Ngươi, các ngươi sẽ không cũng muốn đi thôi. Long Hồng Tuyết nghe được Tiêu Phàm nói cổ địa bí cảnh, thanh âm đều đề cao mấy chục decibel, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi, lần này tiến vào cổ địa bí cảnh. Tất cả đều là thượng phẩm thánh tôn. Không có nguyên tôn, Tiêu Phàm dường như không nghe được lời nói của Long Hồng Tuyết, ngược lại hỏi, tựa như cái gì thượng phẩm thánh tôn hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt một dạng. Long Hồng Tuyết sắc mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, vẫn là lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Cái kia cũng không sao, thượng phẩm thánh tôn, chúng ta vẫn là có lực đánh một trận. Thí thần cũng như chút được gánh nặng. Long Hồng Tuyết kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm bọn họ, vừa rồi ta nghe được cái gì? Bọn họ nói có thể cùng thượng phẩm thánh tôn một trận chiến. Có vẻ như bọn họ đều là hạ phẩm thánh tôn, hơn nữa còn là không có độ thánh tôn kiếp hạ phẩm thánh tôn a, lấy ở đâu lớn như vậy tự tin đây? Long Hồng Tuyết, nếu như không có chuyện gì mà nói, chúng ta như vậy cáo từ, chờ ngươi đổi xong tài nguyên, lại liên lạc với ta. Tiêu Phàm kéo về chủ đề, chuẩn bị rời đi nơi đây. Ngươi có không có gì đặc biệt yêu cầu, tỉ như đổi lấy tài nguyên, Long Hồng Tuyết hỏi. Có thể đổi mà nói, tận lực đổi cho ta thành cực phẩm nguyên tinh, mặt khác, tìm một chút tam tinh trở xuống đan dược, tỉ như thánh nguyên long đan, long thể thánh đan, vô thượng kim đan, đều có thể làm một chút, đương nhiên, đổi lấy tương ứng thần dược cũng được. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là đưa ra một chút yêu cầu.
Kể từ khi biết dung hợp phá diệt chi lực phương pháp, Tiêu Phàm trừ bỏ đối cực phẩm nguyên tinh nhu cầu bên ngoài, mặt khác nguyên tinh hắn đã không có bất cứ hứng thú gì. Về phần đan dược, Thánh Nguyên Long Đan có thể nhanh chóng khôi phục nguyên lực, mà Long Thể Thánh Đan cùng Vô Thượng Kim Đan, đều là luyện thể thần đan, tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, nếu như đổi không được quá nhiều, chính hắn cũng có thể thử nghiệm luyện chế, tốt xấu hắn cũng là luyện dược sư. Tốt, ta sẽ tận lực cấp cho ngươi thỏa, trước đó, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Long Hồng Tuyết đầy miệng đáp ứng, sau đó đạp không rời đi. Lão đại, mập mạp này thật tin được không? Thí thần nhìn qua Long Hồng Tuyết bóng lưng rời đi, có chút hoài nghi nói. Ta cũng không biết, nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn, không phải sao? Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong lòng lại là tự nói một tiếng, liệt ma giả. Có vẻ như cũng không tệ. Tiêu Phàm đám người một đường xâm nhập hoàng sa cổ địa, tốc độ không nhanh, hoa hai ngày, lúc này mới đuổi tới cổ địa bí cảnh bên ngoài vị trí thời không loạn địa. Xa xa nhìn tới, một mảnh hư vô hỗn độn, thấy không rõ bên trong mảy may. Bất quá, ngẫu nhiên có từng đạo lôi đình ở trong hỗn độn lấp lóe, tản ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, bị người nhìn mà phát khiếp. Hiển nhiên, nơi đó chính là thời không loạn địa. Thời không loạn địa chung quanh, là một mảnh vách núi tạo thành lạch trời, vách núi bên bờ, đứng đấy không ít thiên hoang tu sĩ, còn có thật nhiều dị ma, hai phương cách nhau rất xa, xa xa tương vọng. Vì tiến vào cổ địa bí cảnh, thiên hoang cùng dị ma khó được tạm thời đình chỉ chiến đấu. Bọn họ tựa như đang đợi cái gì, ai cũng không có tự tiện xâm nhập thời không loạn địa. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, nếu không đi vòng qua? Thí thần thử hỏi nói. Mảnh này vách núi, bị thiên hoang tu sĩ cùng dị ma nắm tay, bọn họ muốn đi vào, cơ hồ là chuyện không thể nào. Không nói thời không loạn địa cực kỳ nguy hiểm, chính là những người này, bốn người bọn họ cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Phải biết. Bọn họ thế nhưng là bị thiên hoang thần các cùng tứ đại gia tộc truy nã lấy, một khi lộ diện, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Chờ, Tiêu Phàm tính táo phun ra một chữ. Cổ địa bí cảnh, hắn dĩ nhiên hướng tới, nhưng là muốn mạng mới có thể đi vào phải đi. Nơi này hiển nhiên là tiến vào cổ địa bí cảnh tốt nhất khu vực, bằng không sẽ không bị thiên hoang cùng dị ma chấn giữ, hắn có gì khác ý nghĩ muốn đi vào, độ khó tuyệt đối tăng lên gấp bội. Này một chờ, chính là ba ngày. Tiêu Phàm bọn họ chú ý đến vách núi bên bờ thời không loạn địa biến hóa, lĩnh ngộ thời không bản nguyên lực lượng hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được, thời không loạn địa chậm rãi trở nên vững vàng. Hắn nội tâm suy đoán, cái này thời không loạn địa, ở một cái nào đó đặc định thời khắc, nhất định sẽ bình tĩnh trở lại, lần trước những người kia sở dĩ có thể tiến vào, khẳng định cũng là đụng phải thời không loạn địa bình ổn kỳ. Trong vòng ba ngày, Tiêu Phàm tâm thần một mực căng thẳng, tùy thời làm xong một trận sinh tử. Duy nhất nhường hắn cảm thấy tương đối vui mừng là, hai ngày trước Long Hồng Tuyết liên lạc qua hắn một lần, đã đem hắn mệnh ma thạch hối đoái thành tương ứng tài nguyên. Các ngươi chờ ta ở đây, chốc lát liền đến. Tiêu Phàm tính toán thời gian, cũng kém không nhiều đến cùng Long Hồng Tuyết thời gian ước định. Hắn dĩ nhiên tin tưởng Long Hồng Tuyết, nhưng là không dám nhường thí thần bọn họ đi mạo hiểm. Một thân một mình cùng Long Hồng Tuyết ước định một cái địa phương, thu lấy tương ứng tài nguyên. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm đi tới một chỗ tương đối bí mật sơn cốc, còn chưa tiến vào sơn cốc, Tiêu Phàm liền đã ngừng lại thân hình, cau mày, ngay sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại, thời khắc này sơn cốc, không chỉ có một bóng người. Mình bị Long Hồng Tuyết bán đi, Tiêu Phàm trong lòng phẫn nộ. Có thể giờ phút này cũng không phải đi lên chất vấn Long Hồng Tuyết thời cơ, đối phương nếu là có mai phục, hắn có thể gặp phiền toái. Tiêu huynh, xin dừng bước. Cũng đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm gọi lại Tiêu Phàm bước chân, lại là nhìn thấy Long Hồng Tuyết đã tới giữa không trung. Ở Long Hồng Tuyết sau lưng cách đó không xa, còn đứng hai đạo bóng đen, một người trong đó, Tiêu Phàm lờ mờ có loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Phàm trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn đối phương. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức cường đại, tuyệt đối không phải thông thường thánh tôn cảnh. Thượng phẩm thánh tôn, không, dù cho thượng phẩm thánh tôn cũng không có cường đại như vậy khí tức. Hạ phẩm nguyên tôn, không sai, tuyệt đối là hạ phẩm nguyên tôn, bởi vì đối phương dù cho đứng ở cái kia,
đều cho hắn một loại áp lực thực lớn. Mà Hoàng Sa cổ địa, chẳng qua là một chỗ tam tinh ma quật, tối đa cũng chỉ có thể cho phép hạ phẩm nguyên tôn tiến vào. Tiêu Phàm quét hai người một cái, sau đó lạnh lùng nhìn xem Long Hồng Tuyết nói, ngươi chính là như vậy trả lời thuyết phục tín nhiệm của ta. Long Hồng Tuyết trên mặt lộ ra lo lắng, muốn cãi lại cái gì, nhưng bởi vì cả lâm, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Tiêu Phàm, ngươi hiểu lầm hắn. Cũng đúng lúc này, cái kia hạ phẩm nguyên tôn cường giả mở miệng, thanh âm có chút già nua, nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi xốc lên vành nón, lộ ra một tấm mặt mũi già nua. Tự giới thiệu mình một chút, lão hủ Long Kỳ, Long gia ngoại sự trưởng lão, tạm thời chủ quản Long gia ở Hoàng Sa cổ địa tất cả công việc. Lão giả Long Kỳ thần sắc lãnh đạm nói. Tiêu Phàm nhíu mày, bất quá tạm thời cũng không từ Long Kỳ trên người cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, cũng chỉ đành gật đầu nói, vị này đây. Long vô mệnh, nói xong, mặt khác một người áo đen cũng vén lên vành nón, lộ ra một tấm khuôn mặt quen thuộc, đúng là Long vô mệnh không thể nghi ngờ. Long Hồng Tuyết nói ngươi có hơn một ức công huân điểm, việc này hắn không làm chủ được, để cho chúng ta đến cùng ngươi trao đổi. Long vô mệnh thần sắc hờ hững. Lần trước bại ở trong tay Tiêu Phàm, không phải là bởi vì chân chính thực lực, mà là thua ở phá diệt chi lực bạo tạc phía dưới, nhưng hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng. Ý là, các ngươi có thể làm chủ. Tiêu Phàm híp hai mắt. Hắn nội tâm cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ Long Hồng Tuyết không có đem một ước 3.000 vạn công huân điểm giao cho Long ra? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, Long Hồng Tuyết xác thực không có hại bản thân chi tâm, chỉ bất quá hắn không có quyền lực hối đoái nhiều như vậy công huân điểm tài nguyên, cho nên Long Kỳ cùng Long Vô Mệnh mới có thể xuất hiện ở đây. Tự nhiên, Long Vô Mệnh trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, hắn ở Long ra địa vị, tự nhiên không phải Long Hồng Tuyết có thể so sánh. Lại nói, Long Hồng Tuyết để cho chúng ta mang đến một ước 3.000 vạn tài nguyên đổi với ngươi, mệnh ma thạch đây. Tiêu Phàm nhìn thật sâu Long Hồng Tuyết một cái, lúc này mới nói, ta chỉ cùng Long Hồng Tuyết giao dịch. Long vô mệnh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, sau đó lấy ra một mai càn khôn giới ném cho Long Hồng Tuyết, dùng giọng ra lệnh nói, ngươi đi. Có bọn họ, cũng không sợ Tiêu Phàm chạy mất. Long Hồng Tuyết tiếp nhận càn khôn giới. Tựa như trong lòng một khối đá rơi xuống đồng dạng, cầm càn khôn giới hướng đi Tiêu Phàm. Các ngươi không được qua đây. Nhìn thấy Long vô mệnh cùng cái kia Long Kỳ lão giả chuẩn bị tiếp cận gần, Tiêu Phàm lập tức quát khẽ. Long Kỳ cùng Long Hồng Tuyết nhìn nhau, cuối cùng vẫn đã ngừng lại thân hình, mặc cho Long Hồng Tuyết đi đến Tiêu Phàm bên người, đem càn khôn giới ném cho Tiêu Phàm. Đồng thời Tiêu Phàm cũng lấy ra một mai càn khôn giới cho Long Hồng Tuyết, đương nhiên. Cái này càn khôn giới bên trong không có cái gì, bởi vì tất cả mệnh ma thạch đều sớm đã giao cho Long Hồng Tuyết. Tất nhiên Long Hồng Tuyết không có hãm hại bọn họ ý tứ, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể bất nhân bất nghĩa, để Long Hồng Tuyết cõng nồi. Tiêu Phàm nhìn lướt qua Long vô mệnh đưa cho càn khôn giới một cái, quả nhiên không nhường hắn thất vọng, bên trong chất đầy nguyên tinh, cùng đủ loại thần dược cùng thần đan. Cáo từ, Tiêu Phàm cho Long Hồng Tuyết một ánh mắt. Chắp tay một cái liền quay người rời đi. Chậm đã, nhưng mà không đợi hắn rời đi, Long vô mệnh đột nhiên quát lạnh một tiếng, Long Kỳ lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Làm sao, người muốn động thủ hay sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, đối mặt hạ phẩm nguyên tôn Long Kỳ, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Người nghiệm chứng nguyên tinh, nhưng ta còn không có nghiệm chứng người mệnh ma thạch đây. Long vô mệnh khẽ cười một tiếng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt cùng vẻ đăm chiêu. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, Long vô mệnh lời nói hắn làm sao không minh bạch, mặc kệ hắn trong càn khôn giới, có hay không mệnh ma thạch, Long vô mệnh khẳng định đều sẽ nói không có. Mà không có mệnh ma thạch, há chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm đang nói láo. Chỉ cần Long vô mệnh nhận định càn khôn giới là không, Long Kỳ tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Hảo một cái Long ra. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó cho Long Hồng Tuyết bí mật truyền âm. Long Hồng Tuyết đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó trở nên hết sức xoắn xuýt, con mắt nhìn chằm chằm vào trong tay vừa rồi Tiêu Phàm đưa cho càn khôn giới. Long Hồng Tuyết, còn không đem càn khôn giới lấy tới. Long vô mệnh cười lạnh nói, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Long Hồng Tuyết trong tay càn khôn giới, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tham lam. Long Hồng Tuyết nghe vậy,
bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, sau đó cầm trong tay càn khôn giới ném cho Long Vô Mệnh. Ta ngược lại muốn xem bên trong đến cùng có hay không mệnh ma thạch, a, à, quả nhiên. Long Vô Mệnh tiếp nhận mệnh ma thạch, cố ý kéo dài lấy thanh âm, tựa như tra tấn Tiêu Phàm một dạng. Hắn còn không có xem xét trong càn khôn giới không gian, lại làm sao biết bên trong là không đây. Long Hồng Tuyết sốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm vừa rồi vì sao truyền âm cho hắn, bởi vì Tiêu Phàm đã sớm đoán được kết cục. Tiêu Phàm thần sắc từ đầu đến cuối giữ vững bình tĩnh, chỉ là ống tay áo của hắn bên trong tay phải lại đánh ra một đạo thủ ấn, tạo thành một cái mini truyền tống trận pháp, trực tiếp đem trong tay hắn càn khôn giới cho truyền tống ra ngoài. Sau một khắc, Long Vô Mệnh nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vô tận phẫn nộ, sát khí nặng nề nói thực sự là không. Điểm này, Long Vô Mệnh nằm mơ đều không nghĩ đến. Hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Long Hồng Tuyết quan hệ coi như không tệ, Tiêu Phàm hẳn là sẽ không hố Long Hồng Tuyết. Hơn nữa Tiêu Phàm lần trước giết nhiều người như vậy, trong tay có hơn một ức công huân điểm mệnh ma thạch, cũng rất bình thường. Bởi vậy, cho tới nay, Long Vô Mệnh đều không hoài nghi tới Tiêu Phàm cùng Long Hồng Tuyết. Làm Long Hồng Tuyết cùng gia tộc muốn đổi lấy hơn một ức công huân điểm tài nguyên lúc, hắn trước tiên ngăn cản, hơn nữa đưa ra nghi vấn, chính là muốn nuốt một mình Tiêu Phàm trong tay mệnh ma thạch. Thậm chí, Long Vô Mệnh đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, đem gia tộc ở Hoàng Sa cổ địa duy nhất hạ phẩm nguyên tôn cường giả mang đến, chính là nghĩ đến lấy được Tiêu Phàm trong tay mệnh ma thạch về sau, liền trực tiếp tiêu diệt hắn. Đến lúc đó, hắn chẳng những nhận được hơn một ức công huân điểm, vì gia tộc trưởng quản Hoàng Sa cổ địa đặt vững cơ sở vững chắc, mà hắn, nhưng cái gì đều không cần bỏ ra. Không thể không nói, Long Vô Mệnh kế hoạch rất hoàn mỹ. Đáng tiếc, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tiêu Phàm xuất phát từ đối Long Hồng Tuyết tín nhiệm, đã sớm đem tất cả mệnh ma thạch giao cho hắn. Vừa rồi chỉ là vì Long Hồng Tuyết cân nhắc, cố ý cho một mai không càn khôn giới mà thôi, bên trong xác thực không có cái gì. Đây cũng là Long Hồng Tuyết đang nghe Tiêu Phàm truyền âm về sau, sẽ lộ ra vẻ phức tạp nguyên nhân. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nghe theo Tiêu Phàm lời nói, không có đem chứa hơn một ức công huân điểm mệnh ma thạch càn khôn giới lấy ra, mà là đem không càn khôn giới đưa cho Long Vô Mệnh. Không, Long Kỳ biểu tình vẻ phẫn nộ, tựa như đã sớm đoán được Long Vô Mệnh sẽ nói như vậy đồng dạng, trong lòng âm thầm nói bổ sung, không nghĩ tới thiếu chủ diễn kỹ cũng lợi hại như vậy. Hắn làm sao biết, viên kia càn khôn giới thực sự là không, mà không phải Long Vô Mệnh giả vờ. Tiêu Phàm, người dám lừa gạt đến ta Long gia trên đầu, tự tìm cái chết. Long Vô Mệnh giận dữ hét, kinh khủng sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, Long Hồng Tuyết, ngươi lại dám cùng thiên hoang phản đồ cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta, Long Hồng Tuyết sắc mặt đại biến, lại trở nên cả lăm lên. Lúc này, Tiêu Phàm lại là cười to mà lên, Long Vô Mệnh, ngược lại là Tiêu Mỗ khinh thường ngươi, liền tộc nhân mình đều hố, vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào một mai này càn khôn giới, Long Hồng Tuyết cũng không có cơ hội đổi. Nói đến đây, Tiêu Phàm ngữ khí bỗng trở nên sắc bén hết sức, ngược lại là ngươi, ta cho càn khôn giới bên trong, khoảng chừng hơn một ức công huân điểm mệnh ma thạch, ngươi vậy mà nói không có, làm sao, ngươi là muốn đem công lao này hoàn toàn chiếm thành của mình hay sao? Ngươi tự tìm cái chết, Long Vô Mệnh phẫn nộ thời khắc, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, Kỳ thúc, giết hắn. Long Kỳ nhìn thấy Long Vô Mệnh dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng không khỏi khen ngợi không thôi, cái này diễn kịch diễn cũng quá thật. Bất quá, đối với Long Vô Mệnh mệnh lệnh, hắn là sẽ không vi phạm. Đừng động, nhưng mà, liền khi Long Kỳ chuẩn bị động thủ thời khắc, Tiêu Phàm trong tay lại nắm một mai càn khôn giới, người nghĩ độc chiếm một ức 3.000 vạn công huân điểm thì cũng thôi đi, lại còn muốn hãm hại ta và Long Hồng Tuyết. Người có tin hay không, ta bóp nát cái này càn khôn giới, mọi người nhất phách lưỡng tán. Ngươi dám, Long Vô Mệnh gào thét, trong lòng biệt khuất hết sức. Sợ ăn cứt còn khó chịu hơn. Bởi vì quá mức phẫn nộ, tay phải dùng sức, trực tiếp cầm trong tay càn khôn giới cho bóp nát. Ngươi cho rằng muốn nuốt một mình một ức 3.000 vạn công huân điểm, hủy diệt chứng cứ là được rồi sao? Tiêu Phàm cười lạnh, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Long Vô Mệnh tức đến gần thổ huyết, Tiêu Phàm cho hắn càn khôn giới rõ ràng là giả, nhưng hắn bây giờ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mấu chốt hơn là, hắn cho Tiêu Phàm càn khôn giới bên trong,
là chân chính nguyên tinh cùng thần dược các loại tư nguyên a. Hơn nữa hắn vẫn là để Long Kỳ dựa theo 3:1 tỷ lệ chuẩn bị, nói cách khác, cái kia trong càn khôn giới nguyên tinh cùng tài nguyên, trọn vẹn có thể ở thiên hoang đổi lấy 4 ức công huân điểm. Long Vô Mệnh muốn hố Tiêu Phàm, lại hoàn toàn là mang đá lên đập chân của mình, hơn nữa còn đập máu me đầm đìa. Tiểu tử, miễn là ngươi đem càn khôn giới cho lão hủ nhường ngươi yên ổn rời đi. Long Kỳ cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại muốn bóp nát càn khôn giới. Nguyên bản hắn chuẩn bị nhất kích tất sát Tiêu Phàm, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị. Để cho ta yên ổn rời đi, Tiêu Phàm khinh thường, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng các ngươi lời nói sao? Không thể, Long Kỳ trong lòng trả lời theo bản năng, bất quá hắn tuyệt đối chắc là sẽ không đem lời này nói ra được, đành phải trấn an Tiêu Phàm nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn cái này càn khôn giới cũng được, chỉ cần các ngươi đem ta cái kia 1.3 ức công huân điểm trả lại cho ta, cùng lắm thì giao dịch này liền làm không tồn tại qua. Tiêu Phàm nói năng có khí phách nói. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngươi Long gia không muốn giao dịch, cùng lắm thì ta theo gia tộc khác giao dịch, các ngươi không nghĩ trưởng quản Hoàng Sa cổ địa, ta nghĩ có là gia tộc nghĩ. Long Kỳ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, 1.3 ức công huân điểm. Xác thực đủ để cải biến chiến cuộc. Thiếu chủ, đem mệnh ma thạch trả lại cho hắn. Long Kỳ khẽ cắn môi, nhìn về phía Long Vô Mệnh nói. Nghe nói như thế, Long Vô Mệnh kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, Long Hồng Tuyết nghẹn sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa thì bật cười. Không, càn khôn giới bên trong là không. Long Vô Mệnh cắn răng nghiến lợi quát ầm lên. Hắn nghĩ tính toán Tiêu Phàm. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến trái lại bị Tiêu Phàm tính toán. Long Kỳ nhíu mày, hiển nhiên là không quá tin tưởng Long Vô Mệnh lời nói, nếu là cái kia càn khôn giới là không, ngươi cần gì phải bóp nát nó. Hiện tại không có chứng cứ, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn nuốt một mình 1.3 ức công huân điểm mệnh ma thạch hay sao? Long Hồng Tuyết, ngươi nói, càn khôn giới phải hay không là rỗng? Long Vô Mệnh sắc mặt có chút điên cuồng, đành phải hướng Long Hồng Tuyết cầu cứu. Nhìn về phía Long Hồng Tuyết ánh mắt tựa như bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng một dạng. 1.3 ức công huân điểm mệnh ma thạch, đối với Long Vô Mệnh mà nói, cũng là một món của cải khổng lồ. Nếu là tại cái khác cổ địa, hắn nghĩ một chút biện pháp, còn có thể gọp đủ. Nhưng nơi này là Hoàng Sa cổ địa A, mới mở ma quật, nơi này tất cả tư nhân không gian pháp bảo cùng thể nội thế giới đều là bị phong cấm, chỉ có đặc định càn khôn giới mới có thể lấy ra. Coi như các đại gia tộc muốn mang đại lượng tài nguyên tiến vào Hoàng Sa cổ địa, cũng là cần thông qua đặc biệt kiểm tra, mặt khác cái gì đều được mang, nhưng duy chỉ có không thể mang mệnh ma thạch. Ở Hoàng Sa cổ địa, coi như đem Long Vô Mệnh bán đi, hắn cũng thu thập không đủ 1.3 ức công huân điểm mệnh ma thạch. Huống chi, hắn để Long Kỳ chuẩn bị 4 ức công huân điểm giá trị tài nguyên, cũng là chính hắn gánh chịu trách nhiệm. Một khi Hoàng Sa cổ địa vì hắn Long Vô Mệnh mà rơi vào tay người khác, Long Vô Mệnh chính là Long gia tội nhân, tất nhiên sẽ gặp gia tộc trừng phạt. Loại này trừng phạt có lẽ không lớn, nhưng đối Long Vô Mệnh mà nói, đây không chỉ là trừng phạt, càng là một loại sỉ nhục. Long Kỳ cũng ý thức được sự tình có chút không đúng, thật sự là Long Vô Mệnh diễn quá nghiêm túc, hoàn toàn giống như thật, hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Long Hồng Tuyết trên người. Bên trong. Long Hồng Tuyết cảm nhận được Long Vô Mệnh khí thế trên người, dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch, cắn răng nói, bên trong vốn là có 1.3 ức công huân điểm mệnh ma thạch. Ngươi tự tìm cái chết. Long Vô Mệnh phẫn nộ thời khắc, hắn không dám đối Tiêu Phàm xuất thủ, sợ Tiêu Phàm bóp nát càn khôn giới. Nhưng Long Hồng Tuyết hắn lại không thế nào để ở trong mắt, dù cho cùng là Long gia người, giết cũng liền giết. Thiếu chủ. Long Vô Mệnh công kích sắp rơi vào Long Hồng Tuyết trên người thời khắc, Long Kỳ khẽ quát một tiếng, vội vàng cản ở trước mặt Long Hồng Tuyết, hóa giải đạo kia công kích. Long Vô Mệnh, người thật đúng là tàn nhẫn, vì một chút công huân điểm, thậm chí ngay cả tộc nhân mình đều giết. Tiêu Phàm thanh âm giễu cợt vang lên. Trong tay hắn, còn ước lượng lấy một mai ký ức thủy tinh. Người nói, nếu là ta đem chuyện xảy ra mới vừa rồi truyền đi, sẽ như thế nào đây? Tiêu Phàm khẽ cười nói. Long Vô Mệnh nghe vậy, bỗng nhiên dùng mình một cái. Nếu như Tiêu Phàm đem chuyện hôm nay lan rộng ra ngoài,
không nói trước cái kia 1.3.000.000 công huân điểm mệnh ma thạch sự tình, chính là hắn Long Vô Mệnh cùng Thiên Hoang phản nghịch cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình, cũng đủ hắn uống một bầu. Dù cho Long gia địa vị và quyền thế, có thể đem việc này đè xuống, có thể Long Vô Mệnh trên người chỗ bẩn, là bất kể như thế nào cũng thanh lý không hết. Tiểu tử, người không phải đem sự tình nháo lớn như vậy. Long Kỳ nhíu mày, chuyện hôm nay, hiển nhiên cũng vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Tiêu Phàm, chuyện hôm nay, coi như lan rộng ra ngoài, đối với ngươi cũng không cái gì chỗ tốt ha. Cũng đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Long Hồng Tuyết đột nhiên nói ra. Long Hồng Tuyết, bọn họ muốn hại ngươi, ngươi còn muốn giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Long Hồng Tuyết. Tuy nhiên hắn cố ý tham ô 1.3.000.000 công huân điểm, nhưng Long Vô Mệnh dù sao cũng là ta Long gia thiên tài. Long Hồng Tuyết ngữ khí kiên định nói. Ngươi đánh giám, Long Vô Mệnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Long Hồng Tuyết tháo thành tám khối. Long Kỳ cau mày, hắn trong lúc nhất thời không biết người nào nói mà nói là sự thật, Long Hồng Tuyết không giống như là đang diễn trò, có thể Long Vô Mệnh trước đó là cùng bản thân như vậy ước định a. Muốn nói Tiêu Phàm bốc lên hố chết Long Hồng Tuyết phong hiểm, đến lừa dối hắn và Long Vô Mệnh, khả năng này rất nhỏ. Bởi vậy, Long Kỳ trong lòng vẫn như cũ nhận định là Long Vô Mệnh nuốt sống 1.3.000.000 công huân điểm. Tiêu Phàm, nể tình ta, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, làm sao? Long Hồng Tuyết không để ý đến Long Vô Mệnh, tiếp tục khuyên. Tiêu Phàm vẻ mặt phẫn nộ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, lạnh lùng nói, Long Hồng Tuyết, Long Vô Mệnh muốn ngươi theo ta chết, ngươi không nhìn ra được sao, ta xem ngươi đầu óc có bệnh. Mua bán không xả thân nghĩa ở. Long Hồng Tuyết lắc đầu, nói ta Long gia thiên tài, không chỉ giá trị 1.3.000.000. Hừ, cũng được, hôm nay cho ngươi một bộ mặt, nhưng từ nay về sau, người ta lại không bất luận cái gì liên quan. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hất lên áo bào liền quay người rời đi. Hồng hộc, nhưng mà cũng đúng lúc này, Long Hồng Tuyết trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, một đạo kinh khủng đao khí nở rộ mà ra. Đoạt mệnh đoạn đầu trảm, đệ tam trảm. Long Hồng Tuyết, ngươi, Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến Long Hồng Tuyết sẽ ra tay với hắn, không đợi hắn nói hết lời, đao mang kia liền chém rụng đầu của hắn, đao khí càng là đem Tiêu Phàm quấy đến vỡ nát. Ở thời khắc cuối cùng, Tiêu Phàm dùng hết toàn lực bóp nát trong tay càn khôn giới. Đáng chết, Long Hồng Tuyết giận mắng một tiếng, tựa như đang vì càn khôn giới sụp đổ mà tức giận. Cách đó không xa. Long Vô Mệnh cùng Long Kỳ đều bị tình cảnh vừa nãy cho khiếp sợ đến. Long Hồng Tuyết cùng Tiêu Phàm không phải quen lắm sao? Hắn tại sao sẽ đột nhiên đánh lén Tiêu Phàm, đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết đây? Long Hồng Tuyết, ngươi! Long Kỳ kinh ngạc nhìn xem Long Hồng Tuyết, không hiểu hỏi. Long Vô Mệnh, ta biết mình trong mắt ngươi không có ý nghĩa, nhưng ta cũng chờ chẽn ngươi cái kia hạ lưu thủ đoạn, hôm nay xem ở cùng là Long gia phân thượng giúp ngươi, về sau mỗi người một ngả. Long Hồng Tuyết đại khí lẫm nhiên nói. Nói xong lời này, Long Hồng Tuyết hất lên áo bào rời đi, chỉ để lại kinh ngạc Long Vô Mệnh cùng Long Kỳ. Hắn đã giết Tiêu Phàm. Long Vô Mệnh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, không đúng, cái kia càn khôn giới đây. Nát, Long Kỳ lắc đầu, nói thôi, liền khi cùng Tiêu Phàm hoàn thành giao dịch a, dù sao thiếu chủ cũng đã nhận được 1.3.000.000 công huân điểm mệnh ma thạch, cũng không tính là thua thiệt. Thế nhưng là, thật không có mệnh ma thạch, Long Vô Mệnh trợn tròn mắt, khóc không ra nước mắt. Thiếu chủ, Tiêu Phàm chết rồi, Long Hồng Tuyết đi, ngươi cũng không cần lừa gạt lão hủ. Long Kỳ một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng. Phốc, Long Vô Mệnh lại cũng không chịu nổi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Là không, cái kia càn khôn giới là không a, ngươi sao không tin tưởng đây? Chúng ta đều bị Tiêu Phàm cùng Long Hồng Tuyết hai cái kia tên khốn kiếp lừa gạt a. Long Vô Mệnh muốn giải thích, có thể lại giải thích nhiều, Long Kỳ cũng sẽ không tin tưởng. Có lẽ, ở Long Kỳ trong mắt, cái kia đánh mất 4.000.000 công huân điểm tài nguyên, cần Long Vô Mệnh đến cõng nồi, cũng chỉ có thể đùa mà thành thật. Thiếu chủ, thiếu chủ, nhìn thấy Long Vô Mệnh hôn mê, Long Kỳ sắc mặt đại biến, sau đó mang theo Long Vô Mệnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà lúc này, ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ sa mạc thạch động, xuất hiện hai đạo bóng người. Nếu như Long Vô Mệnh cùng Long Kỳ nhìn thấy,
nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, hai người này không phải liền là Tiêu Phàm cùng Long Hồng Tuyết sao? Long huynh, diễn kỹ không sai, Tiêu Phàm cười cười nói. Hắn tự nhiên không có thật bị Long Hồng Tuyết giết chết, chết chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi, hơn nữa còn là hắn để Long Hồng Tuyết giết, bằng không, hắn linh hồn phân thân cũng không phải dễ giết như vậy. Cũng vậy, hôm nay cảm ơn ngươi, cho ta xem rõ ràng rất nhiều thứ. Long Hồng Tuyết đắng chát cười một tiếng, lại nói, đồ ma nhiệm vụ đã kết thúc, ngươi bây giờ có tính toán gì? Tiêu Phàm cùng Long Hồng Tuyết trò chuyện vài câu, liền cáo từ. Rời đi thời khắc, hắn để Long Hồng Tuyết lập tức trở về nói cho Long Kỳ, nói hắn giết chết chẳng qua là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Long Hồng Tuyết không hiểu, bất quá Tiêu Phàm lại nói cho hắn, nếu có người ở cổ địa bí cảnh trông được đến bản thân, chẳng phải là nói cho Long Kỳ, hai người mình đang diễn trò. Hiện tại sớm nói cho Long Kỳ chỉ ít sẽ không hoài nghi hắn Long Hồng Tuyết. Cùng Long Hồng Tuyết phân biệt, nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm lần nữa cùng thí thần bọn họ tụ hợp. Chuyện vừa rồi, cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch một việc, bây giờ hắn là thiên hoang phản nghịch, muốn cùng các đại gia tộc kết giao, cũng không thể móc tim móc phổi. Coi như đối phương thật lên lòng tham giết hắn, bị thiên hoang biết rõ, cũng chỉ sẽ cho rằng nên giết. Lão đại, làm sao đi lâu như vậy? Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm thời gian dài như vậy mới trở về, không khỏi lo lắng, bọn họ thiếu chút nữa thì đi tìm Tiêu Phàm. Đã xảy ra một điểm nhỏ nhạc đệm, Tiêu Phàm cười cười, cũng không có cố ý xách việc này, miễn cho bọn họ không tín nhiệm Long Hồng Tuyết, nơi này như thế nào. Thời không loạn địa càng ngày càng yên tĩnh, có người thử nghiệm xông vào trong đó, những người khác đang đợi một cái kết quả. Thí thần nhìn qua xa xa thời không loạn địa có chút xuất thần. Tiêu Phàm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, đi theo phía sau bọn họ, đoán chừng ngay cả nước cũng uống không được. Cửu U Ma Toan trầm giọng nói. Tiêu Phàm tay trái đặt ở dưới nách, tay phải nâng cầm lên trầm tư, mấy tức về sau mới nói, ngươi nói rất có lý, bất quá, các ngươi một khi tới gần, cũng sẽ bị phát hiện. Tiêu Phàm tùy thời có thể cải biến khí tức cùng dung mạo, thậm chí ngay cả mệnh cách khí tức đều có thể cải biến, nhưng thí thần bọn họ lại làm không được, vô cùng có khả năng lộ ra sơ hở. Nếu như có thể mở ra thể nội thế giới, Tiêu Phàm ngược lại là có thể đem bọn hắn ném vào. Nhưng mấu chốt là, nơi này phong cấm không gian, căn bản không có khả năng đem bọn hắn đưa vào đi. Chúng ta ba người cải biến một lần bề ngoài cùng khí tức, trong thời gian ngắn bọn họ hẳn là nhìn không ra a. Thí thần có chút không dám tin chắc nói, không có quá nhiều lực lượng. Tiểu tử, người không phải biết trận pháp sao, ở trên người chúng ta bố trí một trận pháp đơn giản, hẳn là có thể làm đến a. Cửu U Ma Toan chợt nhớ tới cái gì? Bàn về trận pháp, ở trước mặt Tiêu Phàm hắn là cảm thấy không bằng. Ý nghĩ này không sai. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, thí thần, ngươi trở thành tiểu kim bộ dáng, quay đầu ta theo thần phong hai người cưỡi các ngươi đi qua, sẽ không có người hoài nghi. Tốt, thí thần không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Cái gì gọi là cưỡi? Nhưng Cửu U Ma Toan lại không muốn, ta dù sao cũng là đường đường thần thú bảng xếp hạng. Vậy ngươi một người ở chỗ này, chúng ta đi vào. Không chờ hắn nói hết lời, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, hơn nữa hung hăng trợn mắt nhìn Cửu U Ma Toan một cái. Bản tôn đáp ứng, nhìn thấy Tiêu Phàm hung lệ ánh mắt, Cửu U Ma Toan nào dám cự tuyệt, hắn có thể không muốn bỏ qua cái kia cổ địa bí cảnh. Thần phong chỉ cần Tiêu Phàm đột phá, là hắn có thể đi theo đột phá. Nhưng Cửu U Ma Toan có thể làm không đến. Hắn phải tự mình cũng đạt tới cảnh giới kia, dù sao hắn lúc trước lực lượng thế nhưng là bị Cửu U Ma chủ rút không sai biệt lắm. Một lúc lâu sau, thí thần biến thành có hoàng kim sư tử, Tiêu Phàm cũng người khoác hoàng kim chiến giáp, ngồi ở thí thần trên lưng, anh tuấn ép một cái. Mà thần phong cũng cầm trong tay thần thương, ngồi ngay ngắn ở Cửu U Ma toan trên lưng, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, khí thế lăng lệ hết sức, bị người nhìn mà phát khiếp. Cửu U Ma Toan cũng hơi cải biến một lần hình thái, cùng lúc trước có rõ ràng khác nhau. Cứ như vậy một đôi tổ hợp, đường hoàng hướng về thời không loạn địa vị trí vách núi tới gần, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý. Hai người này là ai, làm sao cho ta một loại rất mạnh cảm giác? Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá cái kia nam tử mặc áo giáp đen trên người tản ra một loại đặc biệt khí tức, ta từ thần gia trên người cảm thụ qua.
Thần gia, đám người nghị luận ầm ĩ, nghe tới thần gia hai chữ lúc, rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi, bản năng lui lại mấy bước, cho Tiêu Phàm cùng Thần Phong lộ ra một con đường. Tiêu Phàm cùng Thần Phong nhìn không chớp mắt, đi tới rìa vách núi lúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới mông tọa kỵ. Thí thần cùng cửu U Ma Toan hai cái đạp chân xuống, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng xông vào thời không loạn địa bên trong, tất cả so tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Các ngươi có phát hiện hay không, cái kia màu đen tỏa kỵ, có loại cảm giác quen thuộc. Có người nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ rời đi bóng lưng, hồ nghi nói ra. Rất giống Tiêu Phàm tỏa kỵ, nhưng là bọn họ khí tức trên thân rõ ràng khác biệt. Có người tự nói, Tiêu Phàm, đột nhiên, có người lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, không ít người nhìn nhau, cũng không chờ đợi thêm thời không loạn địa triệt để bình định, trực tiếp lách mình vọt vào. Nếu như là thần gia người, bọn họ sẽ còn e ngại mấy phần. Thần gia chính là tam đại thế tộc một trong, cho dù thập đại gia tộc người đều muốn tránh lui ba phần, có thể Tiêu Phàm, bọn họ hận không thể lập tức giết hắn, trong thời gian ngắn đều đã đợi không kịp. Vạn nhất vừa rồi những người kia chính là Tiêu Phàm, cái kia cổ địa bí cảnh chẳng phải là sẽ rơi vào Tiêu Phàm bọn họ trong tay. Lão đại, có vẻ như so tưởng tượng muốn thuận lợi a. Thí thần cười nói. Không thích hợp, quá thuận lợi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Tiêu Phàm, dừng lại. Cũng đúng lúc này, hậu phương truyền đến gầm lên một tiếng, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, liền nhanh như vậy bị nhận ra. Không có khả năng a. Bản thân nấp rất kỹ, Thần Phong, thí thần cùng cửu U Ma Toan cũng không có tiết lộ khí tức, đối phương là làm sao nhận ra đây. Tiểu tử, bị phát hiện, chạy mau. Tiêu Phàm còn không có chuẩn bị chạy trốn. Có thể cửu U Ma Toan lại là sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, tốc độ bỗng tăng tốc. Thực sự là Tiêu Phàm bọn họ, nhanh, giết bọn hắn, đừng để bọn họ tiến vào cổ địa bí cảnh. Sau lưng một chút tu sĩ nghe được cửu U Ma Toan mà nói, lập tức tức giận hết sức, rất nhiều người kêu đánh kêu giết, không muốn sống một dạng đuổi theo. Miệng tiện, Tiêu Phàm hung hăng chừng cửu U Ma Toan một cái. Hắn nghe được cái kia tiếng quát mắng. Chỉ là trong lòng có hoài nghi, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, hắn có niềm tin rất lớn đối phương không nhận ra bọn họ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, cửu U Ma Toan cái này tham sống sợ chết hàng, vậy mà chủ động bại lộ bọn hắn thân phận. Lần này có thể có ý tứ, mới vừa tiến vào thời không loạn địa, lui là không thể nào lui. Nhưng đi vào, vậy cũng 10 phần nguy hiểm a. Cửu U Ma Toan cũng ý thức được mình bị lừa dối. Toàn thân lông tóc dựng đứng, trong miệng giận mắng không thôi. Đem mắng người khí lực lưu lại, mau trốn a. Tiêu Phàm dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu khí tức, từ thí thần trên lưng nhảy xuống, thí thần cũng thay đổi thành mũ rơm bộ dáng thiếu niên. Tộc trưởng, bọn họ có vẻ như không có đuổi theo tới. Thần Phong đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Phàm làm một cái dừng lại thủ thế, quả nhiên, chung quanh 10 điểm yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. Những người kia đây, chẳng lẽ đuổi sai phương hướng rồi? Không đúng, thánh tôn cảnh làm sao có thể đuổi sai phương hướng đây? Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm mấy người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà. Hồng hộc, đột nhiên, không trung từng đầu bạch xà chiếu nghiêng xuống, tại hư không phát ra từng đợt tí tách thanh âm, vô cùng chói tai. Không đợi mấy người kịp phản ứng, mấy đầu bạch xà trong nháy mắt che mất bọn họ. Mấy người thân thể trong nháy mắt băng thẳng, toàn thân cháy đen, tràn ngập một trận mùi thịt. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, toàn thân một mảnh cháy đen, lông tóc dựng đứng. Lôi điện, Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, cái này thời không loạn địa bên trong, vậy mà thật sự có lôi điện xuất hiện. Thời không loạn địa thời không chi lực, không phải bình tĩnh lại sao, tại sao lại đột nhiên sẽ xuất hiện lôi điện đây? Hay là nói... Làm thời không chi lực lúc an tĩnh, chính là lôi điện tàn phá bừa bãi thời cơ đây. Khả năng này rất lớn. Theo hắn thu thập tin tức, mảnh này thời không cổ địa là có lôi điện tàn phá bừa bãi, hai người có lẽ căn bản cũng không có khoảng cách, mà là đồng thời xuất hiện. Một lần này phiền toái, thí thần thần sắc hết sức ngưng trọng. Tiêu Phàm mấy người cũng ngưng trọng hết sức, mới vừa lôi điện chi lực không phải đặc biệt mạnh, mấy người chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, có thể đỉnh đầu bọn họ. Lại là phát ra thanh thúy lôi điện xen lẫn thanh âm. Cái này rõ ràng là lôi điện đang nổi lên uy thế tiết tấu a. Các ngươi lĩnh ngộ lôi điện bản nguyên chi lực,
Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thí thần, Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong lắc đầu, mấy người đều không có lĩnh ngộ lôi điện bản nguyên chi lực, muốn chống đối cái này lôi điện lực lượng, cơ hồ là không thể nào. Tiêu Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sớm biết bọn họ trực tiếp ở thời không loạn địa bạo loạn thời điểm tiến vào liền tốt. Lúc kia lôi điện chi lực 10 điểm yếu ớt, chỉ là thời không chi lực cường đại đã. Người khác có lẽ sợ thời không chi lực, nhưng hắn Tiêu Phàm hoàn toàn có thể mượn nhờ thời không thiên châu tiến vào A. Chẳng những có thể không nhìn thời không chi lực đánh giết, còn có thể ở trong này lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực đây. Đáng tiếc bây giờ hối hận đã không kịp. Lão đại, cái này lôi điện có vẻ như không tổn thương được ta. Thí thần đột nhiên yếu ớt nói. Tiêu Phàm mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn tới. Lại là phát hiện thí thần xác thực không cùng bọn họ một dạng cháy đen, mới vừa lôi điện không có bổ tới hắn. Không có khả năng a, bọn họ rõ ràng nhìn thấy lôi điện tràn vào thí thần thể nội. Ta chính là thần thánh chi thể, không chiếm nhân quả, lôi điện xuyên qua thân thể của ta, lại không tổn thương được ta. Thí thần giải thích một câu. Thần thánh chi thể, là vậy, thí thần thể chất cực kỳ đặc thù, cái gì lôi điện đánh giết, nhân quả nghiệp hỏa đánh giết. Đối với hắn xác thực không hiệu quả gì, vô luận lôi điện cũng tốt, nghiệp hỏa cũng được, đánh giết kỳ thật chỉ là nhân quả mà thôi. Hoặc có lẽ là, tội nghiệt, loại vật này mặc dù 10 điểm mơ hồ, nhưng Tiêu Phàm lại nhiều lần cảm nhận được nó khủng bố. Thần thánh chi thể chỉ có thể đối với người hữu dụng, không bảo vệ được chúng ta, bất quá chúng ta một khi thụ thương, người có thể mang theo chúng ta tận lực nhanh lên xuyên qua lôi điện khu vực. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiêu Phàm ở chỗ này, đột nhiên, hét lớn một tiếng ở cách đó không xa vang lên. Tê liệt, Tiêu Phàm trực tiếp tuôn ra nói tục. Nơi này biết bao nguy hiểm, bản thân chạy còn không kịp đây, vẫn còn có người muốn giết hắn. Ở trong này động thủ, đây không phải muốn chết sao. Nhưng mà, hô hấp không tới thời gian, thì có tốt mấy bóng người xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt, có một người trong tay còn cầm một kiện kỳ lạ pháp bảo. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, lôi điện đang đến gần bọn họ thời điểm, vậy mà chủ động đi vòng. Có thể tránh đi lôi điện, đồ tốt ha, Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Tiêu Phàm, người không chạy thoát được đâu, thúc thủ chịu trói đi. Một người trong đó cười lạnh không thôi, lời còn chưa dứt, lấy tay liền hướng lấy Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Trung phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm sầm mặt lại, quả nhiên, có thể tiến vào nơi này, đều không có mặt hàng đơn giản. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đối phương công kích đã đi tới phụ cận, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La kiếm chém ra, cùng đối phương trưởng cương đụng vào nhau. Trưởng cương vỡ nát, Tiêu Phàm thân hình cũng lui về sau mấy chục trượng. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên trở nên hết sức bắt đầu cuồng bạo, trời cao lôi xà nhanh chóng du động, hóa thành từng đầu lôi long, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh giết mà đến. Làm sao sẽ? Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem không trung, cái này lôi điện tại sao sẽ đột nhiên trở nên táo bạo như vậy? Lão đại, là Tu La kiếm bên trên nhân quả nhiều lắm, dẫn đến lôi điện phát cuồng. Thí thần hét lớn. Tu La kiếm sao? Tiêu Phàm vội vàng thu hồi Tu La kiếm. Quả nhiên, trời cao lôi điện vững vàng không ít, nhưng vẫn như cũ so vừa rồi muốn bạo động rất nhiều, vô số lôi xà du động, công kích tới tứ phương. Tiêu Phàm bọn họ không ngừng né tránh, nhưng là chúng không ít chiêu, thân thể nhiều chỗ cháy đen. Ha ha, Tiêu Phàm, người cũng có một ngày này, hôm nay, người liền vì người ngươi giết tha tội a. Kia trung phẩm thánh tôn cảnh cường giả cười to không thôi. Bọn họ có tránh né lôi điện pháp bảo, hoàn toàn không sợ cái này lôi điện. Tha tội sao, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một vòng tà ác đường cong. Sau một khắc. Tiêu Phàm đột nhiên lần nữa lấy ra Tu La kiếm, vốn chuẩn bị an tĩnh lại lôi điện đột nhiên càng thêm bạo động, cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về hướng đám người kia. Ngươi cho rằng dẫn động lôi điện, liền có thể ứng phó chúng ta sao? Kia trung phẩm thánh tôn cảnh khinh thường, cái này lôi hỏa thiên châu thế nhưng là tứ tinh tôn giai pháp bảo, tứ tinh tôn giai, ngươi biết là cái gì phẩm giai sao? Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ tứ tinh tôn giai pháp bảo là cái gì phẩm giai. Đây chính là có thể chống đối hạ phẩm nguyên tôn cảnh công kích. Tu La kiếm đoán chừng cũng chỉ là tam tinh tôn giai pháp bảo mà thôi, phía trên nhân quả tội nghiệt hấp dẫn lôi điện, có cái này lôi hỏa thiên châu ở,
đoán chừng liền tới gần bọn họ đều làm không được, lại càng không cần phải nói giết chết bọn hắn. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết điểm này, muốn dụ động những cái này lôi điện đánh giết bọn họ, cơ bản là không thể nào. Nhưng là, Tu La Kiếm khả năng làm không được, cũng không đại biểu hắn Tiêu Phàm liền làm không đến. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bỗng nhiên thôi động thể nội vô tận chiến huyết. Vô tận chiến huyết thế nhưng là từ hơn 5.000 loại thần huyết dung luyện mà thành, ẩn chứa trong đó nhân quả tội nghiệt, liền Tiêu Phàm đều cảm thấy khủng bố. Chí ít, Tu La Kiếm tiêm nhiễm là nhân quả tội nghiệt, cũng chưa chắc có thể so sánh vô tận chiến huyết. Quả nhiên, vô tận chiến huyết thôi động thời khắc, chân trời nguyên bản bạch sắc lôi điện trong nháy mắt biến thành hắc sắc, đen phát tím. Hồng hộc một tiếng, hắc sắc lôi long không chút do dự chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt đem Tiêu Phàm cùng kia trung phẩm thánh tôn tu sĩ bao phủ lại hầu như không còn. Lão đại, thí thần kêu to. Hô, lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là thi triển tiểu thời không trốn qua một kiếp Tiêu Phàm. Về phần kia trung phẩm thánh tôn một đoàn người, liền kêu thảm đều nghe không đến, hô hấp về sau liền hóa thành kiếp cho. Cảm nhận được không trung cái kia lôi điện chi lực khủng bố, Tiêu Phàm cũng là một trận hoảng sợ. Uy lực này, quá biến thái. Đi mau, Tiêu Phàm thở sâu, không dám ở nơi đây dừng lại. Cái này lôi điện chi lực rõ ràng vẫn còn ở mạnh lên, ai biết cuối cùng sẽ mạnh đến mức nào, có lẽ liền hạ phẩm nguyên tôn, thậm chí trung phẩm nguyên tôn cũng có thể diệt sát a. Tiểu tử, ta cảm giác cái kia cổ địa bí cảnh rất bất phàm a, cái này ngoại vi thời không loạn địa cùng lôi điện chi lực, quá kinh khủng. Cửu U Ma Toan vừa mừng vừa sợ nói. Có thể sống sót rồi nói sau. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hiện tại hắn chỉ muốn sống sót, chỗ nào còn nghĩ mặt khác. Tiêu Phàm mang theo thí thần mấy người nhanh chóng xuyên toa, tránh thoát tầng tầng lôi long oanh sát, không thấy những cái kia đuổi giết tu sĩ, ngược lại là yên tâm rất nhiều. Thí thần bọn hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ so ra kém Tiêu Phàm thời không na di thiểm. Cũng may Tiêu Phàm đã đạt đến hạ phẩm thánh tôn, thể nội nguyên lực cực kỳ dồi dào. Xa không phải thánh đế cảnh có thể so sánh, hắn hiện tại, có thể đủ nhiều lần thi triển thời không na di thiểm, mà không phải ngay từ đầu 5 lần. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, hoàn toàn mông lung ngọn núi rốt cục trình lên Tiêu Phàm tầm mắt của bọn họ. Xa xa nhìn tới, ngọn núi đen như mực, giấu ở mây mù tầm đó, cho người ta một loại thâm hậu mà trang nghiêm cảm giác. Mặc dù có lôi điện cách trở, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể bắt được một loại tang thương khí tức cổ xưa, nồng nặc nguyên lực, càng là để người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nếu là có thể tiến vào cái kia cổ địa, ta nhất định có thể khiến cho nguyên lực tất cả đều chuyển hóa thành bản nguyên chi lực, thậm chí đột phá trung phẩm thánh tôn. Thí thần hít sâu một cái nói. Đột phá chân chính thánh tôn cảnh, nguyên lực sẽ hối đoái thành bản nguyên chi lực, đây cũng là Tiêu Phàm vì sao còn không thể xem như chân chính thánh tôn cảnh nguyên nhân. Trong cơ thể hắn có bản nguyên chi lực tồn tại, nhưng đại bộ phận như trước vẫn là nguyên lực. Vẫn là nghĩ biện pháp làm sao vượt qua cái này lôi điện chi võng a. Cửu U Ma Toan hít sâu một cái nói. Ở tại bọn hắn phía trước, có một đạo hoàn toàn do lôi điện tạo thành lôi điện chi võng, đem bọn hắn cùng cái kia cổ địa bí cảnh ngăn cách. Lôi điện chi võng lít nha lít nhít, hoàn toàn không có xuyên thấu khả năng, trừ phi thi triển thời không na di thuấn di. Vòng qua mảnh này thời không. Thế nhưng là, Tiêu Phàm bây giờ còn không có lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực, làm sao có thể không có trở ngại đây? Không biết thi triển thời không na di thiểm, có thể hay không xuyên qua đây? Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là bỏ ý nghĩ này. Thời không na di thiểm, có được xuyên thấu thời không năng lực, chỉ là Tiêu Phàm chỉ là tu luyện đệ nhất trọng, cũng không thể làm được chân chính xuyên thấu thời không. Thí thần, người trước đi qua thăm dò đường một chút, chúng ta đợi lôi điện chi lực biến mất sẽ đi qua. Tiêu Phàm nhìn một chút xa xa lôi điện chi võng nói. Hắn lờ mờ cảm nhận được, lôi điện chi võng uy năng đang từ từ biến yếu, lôi điện chi lực đang biến mất, nhưng nhiều một tia thời không chi lực. Tiêu Phàm sợ không phải thời không chi lực, mà là lôi điện chi lực. Tốt, thí thần trầm mặc chốc lát, gật đầu một cái. Hóa thành một đạo chớp lóe bay thẳng cái kia lôi điện chi võng đi. Hắn có được thần thánh chi thể, hoàn toàn không sợ lôi điện lực lượng đánh giết, chỉ một lát sau, liền biến mất ở Tiêu Phàm trong tầm mắt của bọn hắn. Thí thần tổ thú,
lúc nào có được thần thánh chi thể. Cửu U Ma Toàn vẻ mặt không tin, có thể nhìn đến thí thần thành công xuyên qua lôi điện chi võng, hắn lại không thể không tin. Người đây là ghen ghét, Tiêu Phàm bạch Cửu U Ma Toàn một cái. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hô hô, mấy bóng người hiện lên, tránh thoát lôi điện đánh giết, xuất hiện ở bọn hắn trước người cách đó không xa, mỗi người đều hết sức chật vật, thân thể một mảnh cháy đen, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ, trên mặt vừa mới hiện ra trở về từ cõi chết nụ cười, trong nháy mắt biến thành xương lạnh. Tiêu Phàm, trong đó một người áo đen sát khí nặng nề nhìn qua Tiêu Phàm, cơ hồ khóe mắt, loại kia cừu hận, dường như đến từ trong xương cốt. Ngươi là ai? Tiêu Phàm nhíu mày, không hiểu nhìn xem Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nghe nói như thế, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, lúc này mới bao lâu, hắn liền không biết mình. Tiểu tử, hắn tựa như là Khương Thiếu Hư, Cửu U Ma Toàn yếu ớt nói. Tiêu Phàm mà nói quả thật có chút đả kích người. Ngươi nha, trước đây không lâu còn diệt Khương Thiếu Hư 5 cái đồng đội, hiện tại ngươi vậy mà không biết hắn. À, nguyên lai là ngươi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, lại càng không cần phải nói kinh ngạc. Giết hắn, Khương Thiếu Hư nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, thần phong đã lách mình phi ra, một cán thần thương nhanh chóng đâm ra, giống như ngân sắc lôi xà, chớp mắt liền đến Khương Thiếu Hư trước người. Bang, một tiếng nổ vang, để Tiêu Phàm kinh hãi là, thần phong thân ảnh vậy mà bay ngược mà ra, trong miệng càng là phun ra một đạo huyết kiếm. Thần phong một chiêu bị đánh bại, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, hắn lúc này mới ý thức được, Khương Thiếu Hư có vẻ như trở nên cùng lúc trước có chút bất đồng. Hắn trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên Tà Vũ lúc trước lời nói, cái này Khương Thiếu Hư nhưng là một cái thiên tài ghê gớm, lấy hạ phẩm thánh tôn thực lực, tiến nhập thiên hoang thánh tôn bảng 100 người đứng đầu. Thiên hoang thánh tôn cảnh biết bao nhiêu a, không có 10 vạn, cũng có 8 vạn a. Khương Thiếu Hư có thể tiến vào 100 người đứng đầu, có thể nghĩ hắn cường đại, chỉ là hắn bởi vì thụ thương, tu vi không bằng đỉnh phong 2-3 thành mà thôi. Nếu thật là dạng này, hiện tại Khương Thiếu Hư một đòn đánh bay thần phong, há chẳng phải là nói rõ hắn khôi phục đỉnh phong. Thậm chí còn không ngừng, bởi vì Tiêu Phàm từ trên người cảm nhận được trung phẩm thánh tôn khí tức. Bởi vì lần trước sự tình, Khương Thiếu Hư không chỉ có khôi phục đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn đột phá trung phẩm thánh tôn. Không cho phép Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, Khương Thiếu Hư đã lần nữa đánh tới, thần phong lần nữa ngăn cản, sau đó căn bản ngăn không được tức giận Khương Thiếu Hư, một lần lại một lần bị đánh bay. Thần phong, lui ra phía sau, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, hắn cũng không muốn thần phong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, thần phong thực lực bây giờ cũng mau đạt đến hạ phẩm thánh tôn, chính là hắn thật tốt trợ lực. Thần phong khẽ cắn môi, không cam lòng hướng phía sau thối lui, một đôi mắt đỏ tươi như máu, giống như nổi điên dã thú. Tiêu Phàm cùng thần phong nhúng tay mà qua, hắn còn không do dự thúc dục vô thượng kim thân, ngoại thân đều có thể hiện lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt, đồng thời, vô tận chiến huyết sôi trào. Ầm ầm, chân trời lần nữa thiên lôi gầm thét. Tiêu Phàm cũng không cho rằng mình là Khương Thiếu Hư đối thủ, dù sao, đối phương thế nhưng là trung phẩm thánh tôn cảnh tuyệt thế thiên kiêu. Mà hắn, lại là liền thánh tôn kiếp cũng chưa từng vượt qua ngụy hạ phẩm thánh tôn. Ở không cần thời không thiên châu điều kiện tiên quyết, duy nhất có thể cùng Khương Thiếu Hư giao thủ, chỉ có mượn nhờ lôi điện lực lượng. Quả nhiên, cảm nhận được chân trời cuồng bạo lực lượng, Khương Thiếu Hư có trong nháy mắt trù trừ. Nhưng là vẻn vẹn trù trừ một chút mà thôi, vẫn không có buông tha Tiêu Phàm ý tứ. Oanh, hắn một chưởng trọng trọng đánh vào Tiêu Phàm ngực, dù cho có được vô thượng kim thân, Tiêu Phàm cũng bị đánh hộc máu không ngừng, thể nội ngũ tạng lục phủ càng là vỡ vụn vô số. Mạnh, đây là Tiêu Phàm đối Khương Thiếu Hư thực lực nhận biết, xa so với một tháng trước thời điểm hiếu thắng nhiều lắm. Tiêu Phàm biết rõ, ba người bọn họ tuyệt đối không phải Khương Thiếu Hư đối thủ. Huống chi Khương Thiếu Hư một phương còn có mấy người đâu, bọn họ có thể đến nơi này, đều không phải là mặt hàng đơn giản. Lui, cổ địa bí cảnh gặp, Tiêu Phàm quả quyết cho thần phong cùng Cửu U Ma Toàn truyền âm, mà chân sau dẫm tiểu thời không,
cực tốc hướng về một phương hướng khác bắn đi. Đuổi theo cho ta, Khương Thiếu Hư hai mắt đỏ bừng, không chút do dự đuổi theo. Về phần Thần Phong cùng Cửu U Ma Toan, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, cho hắn chết đi huynh đệ tỉ muội báo thù. Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong hai người đứng tại chỗ, thẳng đến Tiêu Phàm cùng Khương Thiếu Hư bọn họ đều không thấy bóng dáng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khương Thiếu Hư uống thuốc đi, làm sao trở nên mạnh như vậy? Cửu U Ma Toan kinh ngạc hết sức, vừa nhìn về phía Thần Phong nói, ngươi không phải là Trang A. Ta cảnh giới cùng tộc trưởng đồng dạng, còn chưa vượt qua thánh tôn kiếp, không phải là đối thủ của hắn. Thần Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, Thần Phong cũng không tìm cớ gì, chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Bất quá trong giọng nói của hắn, cũng lộ ra một loại tự tin, hắn nếu là có thể đạt tới Khương Thiếu Hư cảnh giới, sẽ không thua Khương Thiếu Hư. Tiêu Phàm tiểu tử kia hiện tại phiền toái, Cửu U Ma Toan sắc mặt âm trầm, nhìn qua xa xa lôi điện chi võng, ngưng tiếng nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thần Phong trầm tư chốc lát, nói, nghĩ biện pháp tiến vào cổ địa bí cảnh, tộc trưởng nói ở trong đó gặp mặt. Nhưng chúng ta không qua được a. Cửu U Ma Toan thở dài, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Rời khỏi nơi này trước, Thần Phong lạnh lùng nói, biến mất ở mảnh không gian này. Vạn nhất Khương Thiếu Hư đuổi không kịp Tiêu Phàm, lại giết trở về, hai người bọn họ coi như xui xẻo. Cửu U Ma Toan cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, quay người liền hướng Thần Phong rời đi phương hướng đuổi theo, Thần Phong không phải Khương Thiếu Hư đối thủ, hắn hơn phân nửa cũng không địch lại. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể trong lòng thay Tiêu Phàm cầu nguyện, có thể đào thoát Khương Thiếu Hư ma thủ. Lại nói Tiêu Phàm chân đạp thời không na di núi, nhanh chóng biến ảo phương vị, hiểm mà hiểm trốn qua một kiếp, nhưng hắn thương thế bên trong cơ thể lại cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Phàm đã không nhớ rõ bản thân bao lâu không có bị thương, điều này cũng làm cho hắn buông lỏng tâm lần thứ hai trở nên khẩn trương lên. Khoảng thời gian này quá thuận, còn đoạt được địa các thi đấu người thứ nhất, đến mức hắn đều cho rằng, thiên hoang thiên tài cũng chỉ đến như thế. Thẳng đến vừa rồi thấy được Khương Thiếu Hư thực lực chân chính, Tiêu Phàm rốt cục ý thức được, thiên hoang không thiếu hụt chân chính tuyệt thế thiên tài, xa so với Long Vô Mệnh bọn họ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên, Long Vô Mệnh chỉ là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, nếu như hắn đạt tới Khương Thiếu Hư cấp độ, có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm, ngươi trốn không thoát đâu. Theo một tiếng quát như sấm vang lên, một tiếng ầm vang, không trung một đạo trưởng cương hung hăng rơi đập mà xuống, phương viên phạm vi mấy trăm dặm tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chân trời thiên lôi cuồn cuộn, dường như nhận lấy một loại nào đó khiêu khích, hóa thành vô số lôi long chiếu nghiêng xuống. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, cái này Khương Thiếu Hư nhất định chính là người điên, vừa rồi dù cho bốc lên bị thương phong hiểm, cũng phải đưa mình vào tử địa. Hiện tại càng là liền cái này kinh khủng thiên lôi chi lực đều coi thường, đây là phải cừu hận bực nào bản thân a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm chân đạp tiểu thời không hiểm hiểm tránh thoát một kiếp, nhưng bởi vì nguyên lực thôi động, thương thế bên trong cơ thể lần nữa chịu ảnh hưởng, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt càng thêm trắng bạch lên. Hô hô, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện, bốn phía cũng đứng lấy một cái tu sĩ, đem hắn gắt gao vây ở trung ương, phong kín đường lui của hắn. Ngươi ngược lại là chạy a. Khương Thiếu Hư trong mắt vằn vện tia máu, trên mặt lộ ra cừu hận phẫn nộ. Trước đó hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, mà bây giờ, hắn lại không vội mà giết chết Tiêu Phàm. Nếu để cho Tiêu Phàm chết quá sảng khoái, vậy đơn giản lợi cho hắn quá rồi. Giết ta huynh đệ một khắc kia trở đi, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Khương Thiếu Hư còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ, mà nói cũng nhiều rất nhiều. Dừng một chút, lại nói, ngươi có phải hay không hiện tại cảm thấy hối hận? Miễn là ngươi quỳ ở trước mặt ta sám hối, ta có thể chỉ cấp ngươi 1000 đao. Hối hận, Tiêu Phàm che ngực. Lạnh lùng cười, từ các ngươi muốn giết ta một khắc kia trở đi, các ngươi nên làm tốt chết giác ngộ, Tiêu Mỗ trong từ điển, chưa từng có hối hận hai chữ. Phế đi hắn, Khương Thiếu Hư giống như phong ma, phất phất tay, lạnh lùng phun ra một câu, nhớ kỹ, không muốn giết chết hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Nói xong,
ba người khác bắt đầu không ngừng hướng Tiêu Phàm tới gần. Với hắn mà nói, giết Tiêu Phàm không muốn quá đơn giản, ngược lại là phế Tiêu Phàm tương đối khó khăn. Bọn họ không dám ép Tiêu Phàm, miễn cho Tiêu Phàm tự sát, thậm chí tự bảo. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, con người lại là thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Vừa rồi một phen kịch chiến, hắn cũng biết đại khái đối diện mấy người thực lực, mỗi người đều là trung phẩm thánh tôn tu vi. Đơn đả độc đấu, Tiêu Phàm không sợ, nhưng duy nhất một lần đối mặt bốn người, nhất là còn có Khương Thiếu Hư tên biến thái này, cũng rất khó khăn. Không nên nhìn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên lôi cũng không giúp được ngươi. Khương Thiếu Hư cười lạnh, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Ai, Tiêu Phàm nhìn không chung một cái, thở thật dài một cái. Giờ phút này, thiên lôi đã nhanh muốn bình tĩnh, thay vào đó thời không chi lực chậm rãi mạnh lên, muốn dẫn thiên lôi ứng phó Khương Thiếu Hư bọn họ, hiển nhiên là không thể nào. Coi như có thể dẫn lôi đối phó bọn hắn, cái này thiên lôi uy lực, 8-9 phần 10 cũng phải không được bọn hắn tính mệnh. Khương Thiếu Hư, ngươi cần gì phải bức ta đây? Ta một cái mạng, đổi lấy các ngươi bốn cái mạng, ta cảm thấy vẫn là rất giá trị. Tiêu Phàm vừa tiếp tục nói. Bằng ngươi pháp bảo, cùng điểm này bản nguyên chi lực sao? Khương Thiếu Hư khinh thường, một mình hắn liền có thể gắt gao áp chế Tiêu Phàm, huống chi bọn họ có bốn người đây. Khương Thiếu Hư cũng biết Tiêu Phàm có thể tách rời bản nguyên chi lực, nhưng tại bọn họ phòng bị điều kiện tiên quyết, Tiêu Phàm muốn dùng bản nguyên chi lực nổ chết bọn họ, cơ hội cũng 10 điểm xa vời. Một cái liền thánh tôn kiếp đều không vượt qua ngụy hạ phẩm thánh tôn, lại có thể tách rời bao nhiêu bản nguyên chi lực đây? Ngươi có phải hay không cảm thấy đã đầy đủ hiểu ta? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói, nhưng ta cảm thấy, ngươi đối với ta vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi nói nhiều thường thường chết càng nhanh. Ong ong, nói xong, Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục thời không thiên châu, hủy diệt tính khí lãng trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm, Tiêu Phàm nguyên lực cũng bị hao tổn không sai biệt lắm. Nhưng mà, Khương Thiếu Hư bọn họ lại tựa như đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt rời khỏi thời không thiên châu năng lượng phạm vi, tránh thoát một kiếp. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn. Khương Thiếu Hư ngửa mặt lên trời cười to, dường như thấy được Tiêu Phàm vùng vẫy giãy chết một màn. Nhưng mà, Khương Thiếu Hư tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bọn họ rời khỏi thời không thiên châu năng lượng phạm vi lúc, trước người bọn họ, đột nhiên chán phóng một vệt kim quang. Ầm ầm, theo mấy tiếng nổ vang truyền ra, kim quang trong nháy mắt bao phủ bọn họ, đâm đến bọn họ hai mắt đều không mở ra được, khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ bọn họ. Dường như quỷ môn quan đang hướng bọn họ vẫy tay. Hiển nhiên, đó là bốn đám phá diệt chi lực bạo tạc, khoảng cách gần như thế, nếu như không có pháp bảo cường đại chống đối, Khương Thiếu Hư bọn họ tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, chỗ sâu bạo tạc ngay trung tâm Tiêu Phàm, cũng chẳng tốt đẹp gì. Không đợi cái kia bốn cỗ hủy diệt năng lực tới gần, hắn liền bị chấn động đến làn da rạn nứt, máu tươi cuồng phún. Tốt ở lúc mấu chốt, Tiêu Phàm lấy ra chấn thế đồng quan, xoay người nhảy vào. Tiêu Phàm biết rõ Khương Thiếu Hư không phải người ngu, lần trước hắn dùng thời không thiên châu lực lượng giết chết hắn năm cái huynh đệ tỉ muội, lại làm sao có thể tiếp tục đi tìm cái chết đây. Không cần nghĩ cũng biết, Khương Thiếu Hư trên người khẳng định có bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Hơn nữa, thời không thiên châu uy lực tuy mạnh, nhưng ở nhất định phạm vi bên ngoài, thánh tôn cảnh tu sĩ nếu như thời khắc đề phòng, cũng có rất lớn tỷ lệ chạy ra năng lượng phạm vi. Vừa rồi Khương Thiếu Hư bọn họ liền rất tốt chứng minh điểm này, chỉ là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, thời không thiên châu chỉ là một cái ngụy trang. Chân chính đối phó bọn hắn chính là phá diệt chi lực, cho dù là bọn họ trước có chuẩn bị, có thể Tiêu Phàm lại làm cho thời không thiên châu đánh yểm trợ, phối hợp không chê vào đâu được, bọn họ muốn tránh đều khó có khả năng. Về phần có thể hay không nổ chết Khương Thiếu Hư bọn họ mấy cái này trung phẩm thánh tôn cường giả, Tiêu Phàm đã không quản được nhiều như vậy. Hắn bản thân bị trọng thương, nếu là bị bốn cỗ phá diệt chi lực sóng xung kích quét chúng, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Bất quá, Tiêu Phàm trên người pháp bảo có thể không chỉ có thời không thiên châu, chấn thế đồng quan tuyệt đối là mạnh nhất pháp bảo loại phòng ngự. Khi hắn xoay người tiến vào chấn thế đồng quan một sát na kia, phá diệt chi lực sinh ra sóng xung kích cũng vừa lúc đánh tới,
đáng tiếc, Trấn Thế Đồng Quan lại lẳng lặng phiêu phù ở vậy, ngay cả nhúc nhích cũng không mảy may. Mặt khác, Tiêu Phàm không biết là, làm Trấn Thế Đồng Quan xuất hiện một sát na kia, nguyên bản không trung sắp biến mất thiên lôi, lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Thậm chí, cái kia uy thế so kinh khủng nhất thời điểm càng thêm cường đại, dường như có thể hủy diệt tất cả. Bất quá quỷ dị chính là, thiên lôi tích góp lực lượng, thật lâu không có oanh kích mà xuống, tựa như đang sợ cái gì một dạng. Hỗn trướng, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh dị không thôi, Khương Thiếu Hư mất một cái chân, trên người máu me đầm đìa. Hắn vậy mà còn sống, không thể không nói, Khương Thiếu Hư thực lực cực kỳ biến thái, phải biết, đây chính là 3.000 vạn nguyên tinh cùng 30 vạn ma tinh dung hợp lựu đạn A. Đừng nói trung phẩm thánh tôn, chính là thượng phẩm thánh tôn, cũng hữu tử vô sinh A. Thiếu chủ, Tiêu Phàm đây, chết, nhưng mà, trừ bỏ Khương Thiếu Hư bên ngoài, ngoài ra còn có một người sống tiếp được, chẳng qua là cho Khương Thiếu Hư so sánh, hắn lộ ra càng thêm chật vật cùng thảm liệt. Nửa người nổ tung, ngũ tạng lục phủ từ trong bụng rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Khương Thiếu Hư ngắm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng, chỉ có hỗn loạn hư không. Ân, đột nhiên, hắn nội tâm có loại cực kỳ cảm giác bất an, đột nhiên nhìn về phía không trung, lúc này mới phát hiện, vốn chuẩn bị tản đi thiên lôi, vậy mà lần nữa ngưng trọng thành hình. Thậm chí so với kinh khủng nhất thời điểm còn kinh khủng hơn, uy lực còn to lớn hơn. Thiếu chủ, chạy mau, cái kia nửa người nổ tung tu sĩ hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung một dạng. Khương Thiếu Hư con người kịch liệt co rút lại, không chút do dự quay đầu chạy, lúc này, chỗ nào còn quan tâm được Tiêu Phàm sống chết. Oanh, gần như đồng thời, trời cao lôi điện màu đen dường như tìm không thấy mục tiêu công kích, trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung lực lượng, so trước đó bốn đám phá diệt chi lực bạo tạc còn kinh khủng hơn. Khương Thiếu Hư ở sâu trong nội tâm có một vạn đầu tuấn mã lao nhanh. Vừa mới giết chết Tiêu Phàm, hắn tâm tình cũng tạm được, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, vậy mà lại có khủng bố như vậy lôi điện hải bạo tạc. Chẳng lẽ hắn làm cái gì người người oán trách sự tình? Hay là nói thật muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vô tận? Thiếu chủ, cứu ta! Khương Thiếu Hư cái kia thuộc hạ thụ thương quá nặng, tốc độ chậm rất nhiều, cơ hồ trong chớp mắt liền bị lôi điện hải bao phủ. Khương Thiếu Hư sắc mặt giống như giấy trắng. Chỗ nào còn sẽ đi cứu hắn thuộc hạ, hắn hiện tại bản thân đều khó bảo toàn. Mắt thấy lôi điện hải sắp bao phủ bản thân, Khương Thiếu Hư khẽ cắn môi, lại ra một kiện chuông hình pháp bảo, đem mình bao phủ ở bên trong, chuông hình pháp bảo bảo hộ lấy hắn bị khủng bố bạo tạc năng lượng đánh bay. Sau đó, cái kia chuông hình pháp bảo vẻn vẹn kiên trì hai cái thời gian hô hấp, liền triệt để vỡ vụn, hóa thành bột mịn, Khương Thiếu Hư bị vô số lôi điện bao phủ, không rõ sống chết. Dạng này một màn, phát sinh ở thời không loạn địa các nơi, rất nhiều người không giải thích được chết thảm, thời không loạn địa cũng triệt để biến thành một phiến hỗn độn địa phương, bất luận kẻ nào cũng không thể xâm nhập trong đó. Mà kẻ khởi xướng, nhưng vẫn đợi ở Trấn Thế Đồng Quan bên trong. Khương Thiếu Hư, không biết ngươi chết thấu có hay không? Mấy ngày sau, Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt ra, hắn thương thế khôi phục hơn phân nửa, muốn cho ta đồng quy vô tận. Không tồn tại, nhìn thoáng qua cấm vực địa phương, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn nhịn xuống không đi, mà là đi thẳng Trấn Thế Đồng Quan. Trấn Thế Đồng Quan bên trong đi qua mấy ngày, ngoại giới cũng chưa qua đi bao lâu. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm vừa mới phóng ra Trấn Thế Đồng Quan một sát na kia, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt đập vào mặt, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Thời không loạn địa đây, tại sao không thấy? Hơn nữa... Hư không bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, có thể ăn mòn người tất cả, thậm chí ngay cả nguyên lực đều có thể ăn mòn. Khiếp sợ ngắn ngủi về sau, Tiêu Phàm lại trở nên hết sức mừng rỡ lên, đây là hỗn độn bản nguyên lực lượng. Hỗn độn bản nguyên lực lượng, trong cơ thể hắn nắm giữ một cái hôi sắc bản nguyên, kia liền là ẩn chứa hỗn độn bản nguyên lực lượng A, hơn nữa còn là cực kỳ đặc thù hỗn độn kiếm khí bản nguyên lực lượng. Lần trước ở trong tinh nguyên động thiên, Tiêu Phàm vẻn vẹn cảm ngộ đến hỗn độn kiếm khí bổn nguyên một tia huyền diệu mà thôi, khoảng cách chân chính lĩnh ngộ còn có rất xa khoảng cách. Nhưng là, mảnh này hỗn độn, vậy mà ẩn chứa nồng nặc hỗn độn bản nguyên lực lượng, đây không phải trời cũng giúp ta sao? Nghĩ vậy,
Tiêu Phàm không chút do dự khoanh chân ngồi ở hư không, mặc cho hỗn độn bản nguyên lực lượng ăn mòn bản thân. Nếu là người khác, có lẽ không thể thừa nhận hỗn độn bản nguyên lực lượng ăn mòn, nhưng Tiêu Phàm dù sao cũng là có được hỗn độn kiếm khí nguyên tuyền người. Hắn thúc dục từng tia hỗn độn kiếm khí nguyên tuyền, chậm rãi hấp thu trong hư không bản nguyên lực lượng, chậm rãi cảm ngộ, dung hợp. Bản nguyên chi lực, ở khác người xem ra, là cần bản thân lĩnh ngộ. Nhưng Tiêu Phàm khác biệt, đã có sẵn bản nguyên lực lượng mà nói, hắn là có thể trực tiếp cùng khí số dung hợp thành bản nguyên chi lực. Đương nhiên, hắn cũng cần không ngừng đi thăm dò, liền tựa như phá diệt chi lực đồng dạng, là cần đặc thù tỷ lệ. Lần trước cảm ngộ tu la sát lục bản nguyên chi lực, là không giải thích được liền lĩnh ngộ ra được, một lần này, Tiêu Phàm chuẩn bị kỹ càng sinh trải nghiệm. Dù sao hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tiêu Phàm không ngừng thử nghiệm, một lần lại một lần thất bại, nhưng hắn không có nản chí, cái này so với bản thân đơn độc dung hợp nguyên lực cùng khí số, cảm ngộ bản nguyên chi lực, nhưng là muốn thuận tiện nhiều lắm. Thời gian nhanh chóng xói mòn, không biết qua bao lâu, hắn đã quên đi thời gian, quên bản thân. Một ngày nào đó, Tiêu Phàm đầu ngón tay, đột nhiên tách ra một đạo hào quang màu xám, giống như kiếm khí một dạng lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào hư vô. Sau đó, trên mặt hắn rốt cục hiện lên nụ cười, đây chính là hỗn độn bản nguyên chi lực, hơn nữa còn là cực kỳ đặc biệt kiếm khí bản nguyên chi lực. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân thật thành công. Nơi này đầy đủ yên tĩnh, vừa vặn đem thể nội hỗn độn bản nguyên lực lượng, chuyển đổi thành chân chính hỗn độn kiếm khí bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm thở sâu, tiếp tục cảm ngộ. Cổ địa bí cảnh, một chỗ vân đài phía trên, tụ tập không ít tu sĩ. Tất cả mọi người si ngốc nhìn qua nơi xa vừa dày vừa nặng ngọn núi, thèm nhỏ nước dãi, hận không thể lập tức xông đi lên. Đó là từng tòa linh phong tạo thành sơn mạch, linh phong phía trên, tường vân phiêu đãng, thải hà bốc hơi, cảnh sắc như thơ như họa. Xa xa nhìn tới, xinh đẹp cảnh sắc bên trong cũng không thiếu hào hùng khí thế, 3000 vân bộc rủ xuống, vạn trượng sơn nhạc nằm, hùng vĩ tráng lệ, nguy nga như tiên cảnh. Chỗ gần vạn bụi hoa sinh, tiên thảo khắp nơi, xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào đến cực điểm. Một đầu thanh thạch lộ uốn lượn hướng lên trên, thông hướng mây sâu chỗ. Nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa nguyên lực tràn ngập tại hư không, hút một trong cửa, cũng làm người ta toàn thân thư thái, lỗ chân lông thư giãn mà ra. Cái này nghiễm nhiên chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Nếu chỉ là như thế, cũng sẽ không để người thèm nhỏ nước dãi. Ở thanh thạch lộ bên bờ, vậy mà mọc ra từng cây thần thảo, chập chờn thúy nhánh, để người trìu mến. Không chỉ có như thế, ở thanh thạch lộ hai bên, lại có từng mảnh cổ lão dược điền bên trong tràn ngập rất nhiều thần dược, cổ lão mùi thuốc tràn ngập, để người say mê hết sức. Có chút cổ dược, ở thiên hoang đều sớm đã tuyệt tích nhiều năm, nhưng nơi này lại khắp nơi đều có. Cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh đây? Người ở chỗ này hận không thể lập tức xông vào cổ trong dược điền càn quấy một phen. Mảnh này cổ địa, có thể là từ thượng cổ lưu lại, bên trong cổ dược, vô cùng có khả năng có 100 vạn năm dược tổ. Không phải khả năng, mà là nhất định. Đáng tiếc, nơi đây che kín cấm chế, chúng ta căn bản liền vào không được, nếu là có thể tiến vào lấy được một gốc cổ dược, chuyến này liền không có đến không. Ai nói không phải đây, ta vừa rồi lơ đãng quét qua, liền thấy ba cây tứ tinh dược tôn. Ta nếu có được đến, trong vòng mấy năm liền có thể đột phá hạ phẩm nguyên tôn. Đám người ngươi một lời, ta một câu, hận không thể lập tức xông đi vào. Nhưng vừa rồi bọn họ có người thử một phen, vừa mới bước ra vân đài, liền bị một tia chớp đánh trúng, đường đường trung phẩm thánh tôn, bị oanh liền sợi lông đều không lưu lại. Nếu không, đám người thật vất vả xông qua thời không loạn địa, lại làm sao có thể an phận đứng ở chỗ này. Rất nhiều người vò đầu bứt tai. Bảo sơn phía trước, lại chỉ có thể mắt nhìn, không thể đem chơi, loại cảm giác này không phải bình thường biệt khuất, quả thực so ăn cứt còn khó chịu hơn. Đều 3 tháng, chúng ta vào không được, không có nghĩa là nguyên tôn cảnh cường giả cũng vào không được a. Sớm 1 tháng trước, đã có người đi thông chi nguyên tôn cùng pháp tôn cường giả, hẳn là không bao lâu liền có thể tiến đến. Dị ma cùng ta thiên hoang đã đạt thành hiệp nghị, tạm thời ngưng chiến nửa năm. Hơn nữa có thể cho pháp tôn cường giả tiến vào giới này, chỉ vì này cổ địa bí cảnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, quả nhiên,
ở tại bọn hắn cách đó không xa vân đài bên trên, đứng đấy không ít dị ma. Bọn họ đều đang đợi, chờ cường giả chân chính tới đây, mang theo bọn họ tiến vào cổ địa bí cảnh. Như thế lại qua mấy ngày, mấy đạo thân ảnh cuối cùng từ nơi xa bay vụt mà tới, thiên hoang tu sĩ nín thở ngưng thần, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy ba bóng người trong chớp mắt liền xuất hiện ở bọn hắn trước người. Bái kiến Lý các chủ, đám người nhìn thấy cầm đầu tóc trắng lông mi trắng lão giả, nhao nhao cung kính cúi đầu nói. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là trước đó muốn bắt hắn tiến về thần các Lý Đạo Lâm, cũng là thần các phó các chủ. Thiên hoang thần các vậy mà điều động Lý Đạo Lâm đích thân tới nơi đây, có thể nghĩ đối cái này cổ địa bí cảnh coi trọng trình độ. Phải biết, Lý Đạo Lâm cũng không phải nguyên tôn, mà là pháp tôn. Pháp tôn đích thân tới cổ địa bí cảnh, đủ để có thể thấy được mảnh này cổ địa bất phàm. Hô, cũng đúng lúc này, một trận cười điên cuồng từ đằng xa truyền đến, lại có tốt mấy bóng người rơi vào dị ma vị trí vân đài phía trên. Cầm đầu là cả người khoác hắc sắc chiến giáp, cùng thiên hoang tu sĩ tướng mạo không khác dị ma, hắn dáng người khôi ngô, mặt như đao tước, thần uy vô địch. Lý Đạo Lâm, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Khôi ngô dị ma xuất hiện, liền hí ngược nhìn xem Lý Đạo Lâm nói. Nộ giang lão ma, xem ra dị ma đối cái này cổ địa không thế nào coi trọng a, vậy mà nhường ngươi đến. Lý Đạo Lâm thần sắc lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có loại kia không chết không thôi tràng diện xuất hiện, ngược lại giống hai cái nhiều năm không gặp lão bằng hữu. Hừ, khôi ngô dị ma nộ giang ma tôn lạnh rên một tiếng, không ở lãng phí miệng lưỡi, nói, ngươi tới, hay là bản tôn. Tùy ý, Lý Đạo Lâm cười nhạt nói, lại căn bản không có đầu tiên xuất thủ ý tứ, hắn nhất định chính là xảo trá tàn nhẫn lão hồ ly. Nam tử khôi ngô nộ giang ma tôn cũng là không khách khí, bỗng nhiên đạp không mà lên, một quyền trọng trọng hướng về phía trước đánh tới, toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, đột nhiên từng đạo lôi đình thoáng hiện, bay thẳng nộ giang ma tôn đi, uy thế cường hoành vô cùng. Đột nhiên ngừng lại khí thế bức người nộ giang ma tôn. Nộ giang ma tôn cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, cực tốc lui lại, có thể cái kia lôi đình chi lực lại không buông tha, trực tiếp nổ tung trên người của hắn ma giáp, huyết nhục văng tung tóe. Tê đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Thiên hoàng tù sĩ có lẽ không biết nộ giang ma tôn thực lực, nhưng dị ma lại rõ ràng a. Nộ giang ma tôn, thế nhưng là lục tinh ma quật chi chủ. Chí ít cũng là hạ phẩm pháp tôn thực lực. Nhưng cường đại như hắn, vậy mà ở đây bên trong bị thương, đừng nói tiến vào cổ địa, chính là tới gần đều làm không được. Nộ giang lão ma, người càng sống càng trở về. Lý Đạo Lâm cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn xem nộ giang ma tôn nói. Lý Đạo Lâm, có bản sự ngươi qua đi, ngươi nếu có thể đạt tới linh phong, bên ta lập tức rời khỏi, làm sao? Nộ giang ma tôn trong lời nói đều là khiêu khích. Đây chính là ngươi nói. Lý Đạo Lâm ánh mắt sáng lên. Bản tôn nói, nộ giang ma tôn khẳng định nói. Lý Đạo Lâm nghe vậy, thật sâu nhìn xa xa Linh Phong một cái, mặt ngoài làm bộ rất thoải mái bộ dáng, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng có chút khẩn trương. Nộ giang ma tôn, đây chính là đối thủ cũ. Hai người thực lực tương đương nhau, tất nhiên nộ giang ma tôn đều gây khó dễ, hắn Lý Đạo Lâm muốn qua, đoán chừng cũng không thể dễ dàng như thế. Thở sâu, Lý Đạo Lâm không có công kích hư không, ngược lại thu liễm tất cả khí tức, hóa thành cực tốc phóng tới đối diện cổ địa. Sau một khắc, đám người ánh mắt sáng lên, bởi vì đáng sợ kia lôi đình cũng không xuất hiện. Lý các chủ đi qua, thiên các tu sĩ mừng rỡ không thôi, chỉ cần Lý Đạo Lâm vượt qua, bọn họ khẳng định cũng không thiếu được chỗ tốt a. Hơn nữa nộ giang ma tôn thế nhưng là nói, một khi Lý Đạo Lâm thành công qua đi. Bọn họ dị ma liền rời khỏi nơi này, không tham dự cổ địa bí cảnh sự tình. Nhưng mà, ầm ầm, càng thêm thanh âm niếc tai nhức óc vang lên, so sánh vừa rồi nộ giang ma tôn đối mặt lôi đình chi lực càng thêm bá đạo cùng cường hoành, Lý Đạo Lâm nghĩ tránh đều không tránh khỏi, trực tiếp bị lôi đình chi lực bao phủ. Cũng may Lý Đạo Lâm thực lực không yếu, dù cho bị lôi đình đánh trúng, cũng thành công lui trở về, chỉ là một cái thoáng phá toái, trên người máu thịt be bét. A, các ngươi nhìn, lúc này, đột nhiên có người kêu sợ hãi, thông qua lôi đình thấy được một khỏa cự thạch,
trên đá lớn viết bốn chữ lớn. Vạn thánh vân giới, có người tự lẩm bẩm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Vạn thánh vân giới, đám người lộ ra vẻ ngờ vực, bọn họ chưa từng nghe nói qua cái gì vạn thánh vân giới a. Quỷ dị nhất là, bọn họ rõ ràng có thể thấy rõ ràng đối diện từng tòa linh phong, trước đó căn bản không thấy cái gì cự thạch. Nhưng vì sao Lý Đạo Lâm bay qua thời điểm, cự thạch kia liền thoáng hiện đây? Chúng ta bây giờ thấy được cũng không chân thực, vừa rồi trong nháy mắt thấy mới thật sự là cổ địa bí cảnh. Có người mở miệng. Những người khác âm thầm gật đầu, khả năng này rất lớn. Mảnh này cổ địa bí cảnh bị cường đại huyễn trận bao phủ, ngoại giới tất cả mọi người thấy tất cả, cũng không phải chân thực, mà là giả tượng mà thôi. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói rõ mảnh này cổ địa cũng không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nhưng đối phương cố ý nhường bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy thần dược là vì sao đây? Chẳng lẽ là cố ý hấp dẫn bọn họ thượng cổ sao? Nếu như cố ý hấp dẫn bọn họ đi lên mà nói, lại vì sao muốn ngăn cản bọn họ bước vào đây? Đám người hoàn toàn nghĩ không hiểu, bất quá bọn hắn biết rõ, dù cho hạ phẩm pháp tôn, cũng không khả năng bước vào mảnh này cổ địa. Ta đã biết, chúng ta thấy cũng không phải là cái gì huyễn tượng, mà là hải thị thận lâu đồng dạng. Hắn là chân thực tồn tại, chỉ là cái này cảnh sắc không ở trước mắt mà thôi. Lại có người phân tích nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt lần nữa trở nên lóe sáng lên, ánh mắt mọi người lại rơi vào Lý Đạo Lâm cùng Nộ Giang Ma Tôn trên người. Nếu như hai người bọn họ hạ phẩm pháp tôn đều không thể bước vào đối diện cổ địa, bọn họ đoán chừng cũng là không thể nào làm được. Lý Đạo Lâm sắc mặt hết sức khó coi, vừa mới hắn niềm tin tràn đầy. Tự cho là có thể xuyên qua lôi đình khu vực, lại không nghĩ rằng bị lôi điện đặc biệt chiếu cố. Chút thương thế này đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng mặt bị đánh cũng không phải bình thường vang. Lý Đạo Lâm, người nhiều bức thổi đến rất vang, làm sao không gặp ngươi đi qua đây? Nộ Giang Ma Tôn không buông tha bất luận cái gì đã kích Lý Đạo Lâm cơ hội, nói, theo ta thấy, cái này cổ địa tất nhiên là ta thánh tộc vị tiền bối động phủ, các ngươi thiên hoang hay là buông tha đi? Đánh giám, Lý Đạo Lâm nổi giận mắng. Nếu không, vì sao trận pháp công kích người càng thêm hung mãnh đây? Nộ Giang Ma Tôn không những không giận mà còn cười nói. Lý Đạo Lâm không biết nói gì, đành phải duy trì trầm mặc. Các chủ, cái này cổ địa là có người hay không tồn tại, cho nên không cho phép những người khác bước vào. Có thiên hoàng tu sĩ thận trọng nói, lời nói bên trong có cho Lý Đạo Lâm giải vây ý tứ. Vô cùng có khả năng. Lý Đạo Lâm gật gật đầu, cũng coi là tìm cho mình cái hạ bậc thang. Trong đầu hắn lại là đang nhanh chóng suy nghĩ lấy cùng vạn thánh vân giới có liên quan tin tức, xem như thần các phó các chủ, hắn cũng coi là kiến thức rộng. Nhưng hắn tìm nửa ngày, cũng không tìm tới bất luận cái gì cùng vạn thánh vân giới có liên quan tin tức. Đúng rồi, ta thiên hoàng trước kia không phải tồn tại một cái vạn thánh dược các sao, cái này vạn thánh vân giới, có phải hay không cùng vạn thánh dược các có quan hệ? Có người đột nhiên hoảng sợ nói. Vạn thánh dược các, một số người nghe nói như thế, không khỏi chân mày nhíu chặt, có người trên mặt càng là lộ ra e ngại cùng kiêng dè. Ta nhớ được vạn thánh dược các là bị thiên hoang xóa tên, nếu như. Có người truyền âm, không có đem lời nói xong. Nhưng người ở chỗ này vẫn là có không ít người biết rõ, nếu như cái này vạn thánh vân giới thật cùng vạn thánh dược các có quan hệ, bọn họ muốn bước vào vạn thánh vân giới. Cơ bản là không thể nào. Không nói đi vào, chính là vạn thánh dược các không giết bọn họ nên thiêu cao hương. Vạn thánh dược các là chuyện gì xảy ra? Thiên hoàng tu sĩ cũng có một số người không biết vạn thánh dược các sự tình, đành phải hướng những người khác cẩn thận thỉnh giáo. Vạn thánh dược các ngươi đều không biết, vậy đại khái là vài vạn năm, cũng có khả năng là 10 vạn năm chuyện lúc trước, vạn thánh dược các lúc trước thế nhưng là thiên hoàng số 1 số 2 đại thế lực. Có người giải thích nói, những cái kia không biết vạn thánh dược các danh tiếng tu sĩ, tất cả đều rửa tai lắng nghe, sợ bỏ qua cái gì. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, truyền văn vạn thánh dược các thánh tôn cảnh, liền vượt qua hơn vạn. Người kia tiếp tục giải thích nói, trong đám người một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, về sau không biết vì sao, vạn thánh dược các cùng thiên hoang thần các xuất hiện mâu thuẫn, vạn thánh dược các liền bị đuổi. Về phần vạn thánh dược các vì sao sẽ bị khu trục, ta cũng không rõ ràng, nhưng lúc đó các đại gia tộc cũng đều đồng ý,
từ đó về sau, thiên hoang luyện dược sư trở nên cực kỳ thưa thớt. Lại đang làm gì vậy? Vạn thánh dược các biến mất, cùng luyện dược sư có quan hệ gì đây? Có người không hiểu. Bởi vì, người kia thở sâu, ngừng một chút nói, vạn thánh dược các người tất cả đều là luyện dược sư, vì thiên hoang cung cấp nhu cầu muốn đan dược, vạn thánh dược các biến mất sau, thiên hoang luyện dược nhất đạo cơ hồ mẫn diệt, hoa vài vạn năm mới có hôm nay. Đám người mắt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, đã từng thiên hoang vẫn tồn tại cường đại như vậy thế lực. Nơi này thần dược vô số, có lẽ thật đúng là cùng vạn thánh dược các có quan hệ. Có người nói nhỏ. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Ngoại trừ luyện dược sư tạo thành vạn thánh dược các, ai có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy thần dược đây? Lý Đạo Lâm sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên, hắn cũng là biết rõ vạn thánh dược các, thậm chí, hắn ý thức được một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Năm đó vạn thánh dược người đúng không tất cả đều bị diệt sao, làm sao có thể vẫn tồn tại? Ta nhớ được bọn họ chí bảo, vạn thánh dược các đều bị hủy diệt, không biết tung tích a. Lý Đạo Lâm trong lòng trầm ngâm. Hắn mặc dù không kinh lịch mấy vạn năm trước sự tình, nhưng vạn thánh dược các sự tình hắn vẫn là rõ ràng. Mấy vạn năm trước hủy diệt thế lực, vậy mà lại xuất hiện, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc đây. Việc này đã vượt ra khỏi năng lực của ta, nhất định phải nhanh thông chi thiên hoang thần các cao tầng. Lý Đạo Lâm trong lòng nghĩ thầm. Hắn là chuẩn bị phản hồi thiên hoang, đem chuyện nơi đây giao cho một năm một mười thông chi thiên hoang thần các, dù sao, hắn là không có năng lực tiến vào vạn thánh vân giới. Nhưng khi hắn nhìn thấy xa xa nộ giang ma tôn lúc, đột nhiên ngừng lại ý nghĩ trong lòng. Nếu như hắn rời đi, nộ giang ma tôn tiến nhập vạn thánh vân giới đây. Thanh chủ, Lý Đạo Lâm đột nhiên nhìn về phía sau lưng một cái nam tử áo bào xanh, giao cho hắn một mai ngọc phù, cũng truyền âm nói, ngươi về thiên hoang một chuyến, tìm tới các chủ, đem ngọc phù này tự tay giao cho hắn. Là, sư tôn, nam tử áo bào xanh Lý Thanh chủ cung kính gật đầu, lăng lệ con ngươi lại quét mắt tứ phương, tựa như đang tìm cái gì. Ngươi yên tâm, Tiêu Phàm nếu không chết, vi sư sẽ để cho ngươi tự tay cho ngươi đệ đệ Lý Thanh Liên báo thù. Lý Đạo Lâm an ủi. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ sáng tỏ thông suốt, vì sao lần trước cái này nam tử áo bào xanh nhìn thấy bản thân sẽ động sát ý. Nguyên lai hắn liền là Lý Thanh Liên ca ca Lý Thanh Chủ, lần trước Tiêu Phàm đánh bại Lý Thanh Liên, cho nên Lý Thanh Chủ ghi hận hắn. Đồ nhi cáo lui. Lý Thanh Chủ nắm lấy Lý Đạo Lâm ngọc phù, trong nháy mắt biến mất ở vân đài phía trên. Đối diện, nộ giang ma tôn cũng đúng bên cạnh mình một cái dị ma nói một câu, người kia cũng lách mình rời đi, hai phương đều hết sức ăn ý, ai cũng không ngăn cản ai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 192.